Chương 311, Lôi đình chi vương. Tô thần mở ra năng lực. Trùng thú lần nữa phát ra tiếng vang, nhưng lần này âm thanh nhưng là đứt quảng thanh âm liếu riếu. Tô thần nhìn về phía trùng thú, hắn có thể cảm nhận được trùng thú cảm xúc. Hiểu rồi đây không phải trùng thú đang gầm rú, mà là một loại chế dẻo. Dường như đang chế dẻo hắn quá mức choáng váng. Thân là cao hơn chủng tộc cao hơn huyết mạch vương thú một loại, cư nhiên bị một cái côn trùng treo đùa. Tô thần cười khẽ một tiếng. Một cổ lực lượng ở trên người hắn đẩy ra huyết mạch triệt để phóng xuất ra. Tô thần, ngươi. Tiêu ninh tuyết đều chưa kịp ngăn lại. Nàng đã cảm nhận được tô thần mở ra cái năng lực kia. Thiêu đốt thần huyết. Tô thần minh bạch, bây giờ hắn bảy đoạn nhất phẩm năng lực, đã không đủ để ứng đối cái này chỉ tám đoạn trùng thú. Đối phương phía trước cùng mình thời điểm chiến đấu, hiển nhiên là cũng không dùng hết toàn lực. Đối mặt một cái giảo hoạt đa dạng, đã tiến hóa ra không ít linh trí tám đoạn trùng thú. Bảy đoạn nhất phẩm sức mạnh rõ ràng không đủ. Chỉ có thiêu đốt thần huyết phía trước thiêu đốt thần huyết lúc tô thần còn chưa kịp cảm thụ nhưng bây giờ hắn khắc sâu cảm nhận được thần huyết thiêu đốt sau hắn mỗi một tất da thịt phía trên đều được gia trì sức mạnh huyết mạch nhận được mở rộng cái kia một giọt thần huyết khơi dậy trong cơ thể của tô thần tất cả huyết dịch hắn lợi trảo trở nên càng thêm sắc bén tốc độ càng nhanh chỉ thấy tô thần bỗng nhiên một trảo trực tiếp đâm trúng trùng thú chân đốt lần này hắn lợi trảo trực tiếp đâm xuyên qua trùng thú bắt chước ngụy trang thành đá rắn tứ chi trùng thú thấy thế lại là một tiếng gầm gọi. Bất quá lần này, nó là cảm nhận được trước mặt Tô Thần, chân chân chính chính đã biến thành một cái vương thú. Hổ vương chi uy khiến cho trùng thú lại bị hù dọa, nó lập tức đập cánh, bắt đầu hướng bầu trời bay đi. Mà hắn phía trước bị Tô Thần chém bị thương tất cả da thịt, bây giờ vậy mà tại chậm rãi chữa trị. Cái này con trùng thú năng lực có chút khoa trương đến ngoại hạng. Bất quá đây chính là tám đoạn năng lực, sắp lột xác thành cửu đoạn vương thú tám đoạn trùng thú, vốn là gần như vô giải tồn tại. Năng lực đủ loại diễn hóa, đã đạt đến nó có thế đạt tới cực hạn trùng thú xông vào bên trên bầu trời mà đem móng vuốt đâm vào trùng thú chân đốt tô thần cũng bị đưa vào trên tầng mây trùng thú tất cả chân đốt tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên mềm mại sau đó một hồi hỏa diễm theo nó mỗi một cây chân đốt trên tuôn ra nó lại sử dụng bắt chước ngụy trang năng lực hóa thành như hỏa long tư thái đem mấy chục cây chân đốt tụ lại cùng một chỗ sau đó hóa thành bên trên bầu trời một đầu giống như như rắn tồn tại nhưng còn có mấy chục đầu chân đốt có thể sử dụng nó đem những thứ này chân đốt tốc độ cao nhất tấn công về phía tô thần. Tô thần trên không trung bắt được nó trong đó một cây chân đốt, lợi dụng trong tay móng vuốt bắt đầu không ngừng leo trèo. Hắn phải dùng cái này chân đốt, trực tiếp công kích trùng thú mềm yếu nhất khu vực. Đầu của nó. Trùng thú cũng hiểu rồi tô thần ý đồ, tất cả không có tụ lại chân đốt, bắt đầu không ngừng là công kích tô thần. Tô thần thiêu đốt thần huyết sau đó tốc độ, cơ hội tiếp cận đến 8 đoạn trình độ. Cái này trùng thú chân đốt căn bản không thể đụng tới tô thần ngay tại tô thần lúc sắp đến gần đầu nó lúc chỉ thấy tô thần leo trèo chân đốt trực tiếp đứt gãy tiếp đó rơi xuống tô thần kinh hãi cái này trùng thú vậy mà biết được gãy chi cầu sinh trùng thú trực tiếp đánh gãy chính mình một cây tứ chi sau đó mới tứ chi bắt đầu dần dần từ trong cơ thể lần nữa mọc ra tô thần không có càng nhiều kinh ngạc thời gian ánh mắt hắn bỗng nhiên một lần bầu trời trong tầng mây vô số sấm sét lôi đình loạn vũ lưới điện vô tình từ bốn phương tám hướng bắt đầu đánh vào trùng thú trên thân tô thần cũng không có quên bây giờ bọn hắn đang đứng ở trên không. Mà trùng thú tới đây, vừa vặn tiến nhập trong lĩnh vực của hắn. Vô số lôi điện dày đặc công kích được trùng thú trên thân, trùng thú trong lúc nhất thời đề phòng lôi điện, cũng không quản được tô thần. Lại đây chính là thiêu đốt thần huyết sau, tô thần khải dụng lôi đình năng lực. Quy lực của nó kinh khủng, thẳng tới 8 đoạn, cho dù là 8 đoạn trùng thú, cũng không dám dễ dàng dùng cơ thể ngạnh kháng, đáng giá bắt chước ngụy trang cơ thể vì đá rắn đến đối kháng lôi điện. Mà còn có hơn 10 đạo lôi điện, toàn bộ đánh vào tô thần trên thân, đây là cơ thể để lôi điện gia trì tô thần tô thần tốc độ lần nữa lên cao hắn bỗng nhiên nhảy lên từ cái kia rơi xuống gãy chi bên trên vọc lên hướng về bầu trời mở ra hắn lợi trảo tại lôi đình oanh minh thời điểm hắn tựa như thiên thần một dạng nhảy tới trên trùng thú một căn khác gãy chi vạn mét trên tầng mây nơi này không khí đã mỏng manh mây đen dày đặc ở chung quanh đem tất cả tia sáng ngăn cách ở đây duy nhất ánh sáng chỉ có cái kia lôi đình lấp lóe lúc cung cấp trong nháy mắt tia sáng trong mây đen mưa như trút nước xuống lúc sáng lúc tối thời điểm tô thần tại mỗi lần sáng tỏ lúc vị trí cũng khác nhau hắn từng đoạn leo lên tại hạ một tia chớp lấp lóe thời điểm trùng thú kinh ngạc đem tất cả con mắt hướng về tô thần vị trí nhìn lại tô thần đã xuất hiện tại đầu của nó phía trên trên trăm đầu lôi điện đồng thời hướng về tô thần song trảo bên trên đánh tới gia trì lấy lôi đình công kích tô thần cười khẽ một tiếng đi chết đi tô thần bỗng nhiên đem lợi trảo đâm vào trùng thú trong thân thể sau một khắc chỉ nghe trên bầu trời lôi đình gào thét mà kèm theo lôi đình âm thanh, còn có trùng thú sắc bén tiếng trống. Tiêu Ninh Tuyết trên mặt đất ôm vương thú đảng, nhưng nàng lúc này không có bất kỳ cái gì tâm tình đi quản vương thú đảng. Nàng lo lắng nhìn về phía bầu trời. Nàng hy vọng dường nào, mình có thể bay vào bầu trời bên trong, cùng tô thần chiến đấu với nhau. Thế nhưng là bây giờ nàng làm không được. Chỉ có thể chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Chỉ thấy vạn mét trên tầng mây, đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ bóng tối. Một cái hơn 500 thước sinh vật, từ không trung phía trên vẫn lạc đứng lên bên trên không ngừng chảy ra chất lỏng màu xanh lục ở tại trên thân thể có một bóng người đứng hắn toàn thân xâm nhiễm lấy chất lỏng màu xanh lục hai tay lợi trảo phía trên đều có chút cong cái này trùng thú thân thể xác thực cứng rắn thậm chí ngay cả hắn lợi trảo đều kém chút xé không ra thế nhưng là hắn đã thắng người này chính là tô thần mà hắn đạp lên cái kia cảnh hoàn toàn khắp nơi sinh vật chính là trùng thú trùng thú trên trăm con chân đốt bây giờ chỉ còn lại ba mươi bốn mươi con tô thần đạp lên trùng thú thân thể rơi xuống. Hơn vạn mét không trung, trùng thú rơi xuống sau đó, khơi dậy vô số bụi, mà mặt đất bị thân thể đập về phía mặt đất sóng xung kích, xô ra hơn ngàn mét hố to. Trong bụi mù, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Tiêu ninh tuyết cuối cùng thở dài một hơi. Tô thần trở về. Tiêu ninh tuyết liền vương thú đảng đều mặc kệ, trực tiếp đi qua ôm lấy tô thần. Trên người ngươi không có bị thương chớ. Để cho ta nhìn một chút. Tiêu ninh tuyết kiểm tra tô thần. Tô thần nhếch miệng mỉm cười, tiếp đó lau sạch sẽ trên người mình chất lỏng màu xanh biếc. Đây là cái kia trùng thú chân chính máu tươi. Mà sau lưng trùng thú, thân thể bây giờ lại còn đang phập phồng. Điều này nói rõ nó còn có hô hấp. Tô thần nhưng không có giết chết nó, cái này con trùng thú rõ ràng không thích hợp cho tiêu ninh tuyết khế ước. Bất quá có thể đem hắn mang về màn sương nội thành, để cho Lam Vũ kết toán thù lao. Ta không sao, lần này chúng ta có thể đi về. Còn có viên kia vương thú đảng, vừa vặn có thể nhường ngươi khế ước. Đang tại đây là, một thanh âm xuất hiện qua A. Đặc sắc. Chương 312, ngươi làm sao sẽ có vương thú khí tức? Tô thần cùng tiêu ninh tuyết lập tức nhìn sang. Chỉ thấy trước đây gọi thú sư một thân vũng bùng, còn che lấy eo của mình. Gào, đau quá. Ngươi một cước kia thật không nhẹ. Tô thần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trước mắt gọi thú sư thế nhưng là hai loại nghề nghiệp phối hợp. Hắn sức chiến đấu tuyệt không so trước đó trùng thú kém bao nhiêu. Ngươi vừa mới rớt xuống như thế sâu động, thế mà không chết. Tô Thần rất kinh ngạc. Gọi thú sư cười một tiếng, có hay không loại khả năng này, ta ở đây đã bố trí rất lâu. Sớm tại phía dưới trải lưới, ta rơi xuống rất nhiều lần, dù sao cũng phải nhớ lâu một chút. Tô Thần siết chặt nắm đấm, bây giờ hắn thần huyết còn không có triệt để đốt hết, cặp mắt của hắn nổi lên bạch quang. Bên trên bầu trời mây đen lại bắt đầu hội tụ. Lợi trảo hiển hiện ra, một cổ vương thú khí tức trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Gọi thú sư phát giác được sau đó hết sức kinh ngạc. Ngươi! Ngươi làm sao sẽ có thú loại khí tức? Vẫn là vương thú khí tức. Cái này không khoa học. Tô thần đâu để ý những thứ này, lấy ra lợi trảo sau đó liền muốn xuất động. Gọi thú sư thấy thế lập tức giơ hai tay lên, chờ đã, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Ta không biết các ngươi là ai, cũng không biết các ngươi tới từ nơi đâu. Tại sao lại muốn tới phá hư ta sự tình, các ngươi là Lam Vũ phái tới? Vẫn là thánh quan đế quốc người. Chúng ta kỳ thực có thể không cần đánh gọi thú sư có thể gặp nhận ra tô thần tại vạn dặm trên tầng mây cùng cái kia tám đoạn trùng thú chiến đấu tràn cảnh tám đoạn trùng thú đều bị tô thần thu thập hắn không cho rằng mình có thể đánh thắng được tô thần dù sao phía trước hắn cùng với tám đoạn trùng thú ký kết khế ước cũng là tại hắn đánh lén khống chế được viên kia vương thú đảng sau đó mới làm được đang muốn hắn cùng với tám đoạn trùng thú chiến đấu hắn biết rõ chính mình là không đánh lại chớ đừng nhắc tới cùng có thế chiến thắng tám đoạn trùng thú tô thần đánh một trận cho nên rất thẳng thắng đầu hàng Tô thần nhíu mày, đầu hàng, chờ ta đem ngươi phế đi lại nói. Tô thần minh bạch, bây giờ chiến lực của hắn là tới từ thần huyết thiêu đốt, chờ có tác dụng trong thời gian hạn định trôi qua về sau, có thể hay không chiến thắng đối phương đều khó nói. Chớ đừng nhắc tới chính mình thần huyết mất đi hiệu lực sau, còn có thể biến thành một đoạn thời gian phế nhân. Cho nên hắn phải nhanh giải quyết người trước mắt, ít nhất phải đem hắn phế đi mới có thể đưa yêu cầu. Hơn 10 đạo lôi điện ầm vang xuống, Tô thần bỗng nhiên lao ra. Mỗi bước ra một bước dưới chân của hắn đều sẽ có lôi điện gia trì. Tựa như tái thế lôi thần, hai tay trên lợi trảo chiếm hết lôi đình này khí tức. Thấy như thế tình huống, gọi thú sư cũng không thể không ra tay, hắn trực tiếp bắt đầu sử dụng chính mình trước nhất đại chiêu. Đến từ địa tâm viễn của người thủ vệ, thành tính giáo đồ, gọi thú sư sử dụng chính là một loại triệu hoán thuật. Là kết hợp khắc pháp sư cùng gọi thú sư nghề nghiệp, đồng thời sử dụng hai loại nghề nghiệp tối cường năng lực triệu hoán đi ra sinh vật khủng bố. Đại địa ùng ùng rung rẩy, tô thần cùng tiêu ninh tuyết dưới lòng bàn chân lại bắt đầu vỡ tan. Bất quá tô thần cùng tiêu ninh tuyết hai người chỉ là dễ dàng nhảy vào, liền né tránh tất cả rơi xuống xuống địa tâm thổ địa. Nhưng thấy một cái sinh vật khủng bố từ địa tâm phía dưới quật khởi. Một cái toàn thân chiếm hết dây leo cùng hòn đá xấu xí sinh vật, giống như cao mấy chục mét như núi lớn. Kỳ xuất thủ kinh thiên động địa, một quyền nện xuống, phương viên mấy chục thước cánh đồng đều đem sụp đổ. Mà ánh mắt hắn bên trong còn có dung viêm nhảy lên, trên tay tùy ý vất qua, liền sẽ lưu lại một đầu dung viêm chi lộ dạng này không biết có thể hay không gọi sinh vật gia hỏa lại có bảy đoạn bát phẩm cấp độ sức mạnh cho dù là tiêu ninh tuyết cũng chỉ có thể ở một bên trốn tránh tô thần bỗng nhiên xông ra trong chớp mắt tô thần xông vào cái này sinh vật trung tâm bộ vị mấy giây sau đó khi tô thần lúc trở ra hắn cả người quần áo đã bị đốt hết mà phía sau hắn cái kia cự thú thể nội đột nhiên bắn ra một hồi mãnh liệt lôi đình chi quan trong nháy mắt đầu lâu của nó nổ tung cơ thể tứ chi nổ tung chủ thể ầm vang ngã xuống liền cái này tô thần cười ánh mắt lại hướng gọi thú sư nhìn lại gọi thú sư đều sợ tè ra quần đây chính là hắn tối cường một chiêu tuy nhiên bị tô thần dễ dàng liền giải quyết nhưng tô thần quyết tâm phải phế bỏ hắn gọi thú sư trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chờ đã chúng ta thật sự có thể đàm luận tô thần bất kể những thứ này lần nữa lao ra ánh chấp tại lòng bàn chân hắn phía dưới lần nữa kéo dài gọi thú sư lộ ra khóc tan khuôn mặt nói thầm lên chính mình tính ngưỡng phong sương thần minh. Tự hồ giống như là gọi thú sư nói thầm phía dưới có tác dụng, chỉ thấy tô thần chân đạp ánh chớp dần dần trở nên tối. Bên trên bầu trời hội tụ mây đen cũng bắt đầu tiêu tan. Tô thần trừng to mắt, hắn cảm thấy mãnh liệt cảm giác mệt mỏi, cơ thể dần dần mềm nhũng tiếp, hắn từ mới vừa bắt đầu trong chớp mắt trăm ngàn dặm tốc độ, bây giờ dần dần trở nên trở thành dạo bức tư thái. Gọi thú sư cũng đi theo há to mồm, thần minh hiển linh. Tô thần bất đắc dĩ, cái này thần huyết thiêu đốt cũng chỉ có như thế điển thế gian sao trước đây hắn như thế nào không có cảm giác đến tô thần kỳ thực cùng tám đoạn trùng thú chiến đấu rất lâu bây giờ thần huyết thiêu đốt thời gian đã sớm đến hắn chỉ có thể từng bước một vượt mức quy định chạy tiếp đó đi tới gọi thú sư trước người không phải chứ tô thần nói xong câu đó sau liền đột ngột trực tiếp ngã xuống ngã xuống gọi thú sư trước mặt gọi thú sư thấy thế phá lên cười liền cái này a à. ha 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 mặc dù không biết ngươi vừa mới như thế nào đột nhiên trở nên cường đại như vậy nhưng ta nghĩ ngươi chắc chắn là dùng cái gì cấm thuật. Đây chính là sức mạnh đánh đổi. Bây giờ, đến ta ra tay rồi. Gọi thú sư cười rất vui vẻ. Âm diện mà đến chính là một khỏa cự thạch. Cự thạch đập ở trên người hắn, đem hắn đụng bay ra ngoài. Tiêu ninh tuyết bỗng nhiên nhảy đến trước mặt tô thần. Lần này đến phiên ta bảo vệ ngươi. Tiêu ninh tuyết cười khổ một tiếng, tiếp đó kiên nghị nhìn về phía trước. Gọi thú sư đem cự thạch từ trên người hắn dời sau, lúc này mới xem kỹ đến phía trước tiêu ninh tuyết phía trước tiêu ninh tuyết cũng không có xuất thủ qua hắn lại không có tô thần cái kia hệ thống năng lực tự nhiên không biết tiêu ninh tuyết tu vi như thế nào nhưng từ vừa rồi hắn cảm thụ tiêu ninh tuyết công kích tới nói đối phương tự hồ cũng tại nhập môn bảy đoạn tả hữu tiêu ninh tuyết lo âu sau lưng tô thần bởi vì tô thần hư nhược thời điểm không có bất kỳ cái gì thủ đoạn phòng ngự nàng sợ tô thần bị hai người dư ba liên lụy vào dù sao đối phương thực lực cũng không yếu với mình nàng chết trận cũng có thể nhưng nàng không thể liên lụy tô thần thế là hướng về phía gọi thú sư hô, chờ đã, ngươi vừa mới không phải nói có thể đàm luận một chút không? Chúng ta rút lui, ta có thể đem vương thú đảng cho ngươi. Đối với tới tay vương thú đảng, tiêu ninh tuyết càng thêm quan tâm tô thần. Chỉ cần tô thần an toàn, khác cũng có thể đàm luận. Lần này, gọi thú sư ngây ngẩn cả người. Cái gì? Vương thú đảng. Tiêu ninh tuyết nhớ tới, đối phương tự như cũng không biết đây là một khỏa vương thú đảng. Đây chính là một khỏa vương thú đảng. Nếu như ngươi muốn xuất thủ, ta trước hết để cho viên này vương thú đảng chết từ trong trứng nước. Gọi thú sư nhíu mày, hắn cũng không biết đây là một khỏa vương thú đảng, nhưng đối phương nói kiên quyết như thế. Phía trước hắn chỉ cho rằng đây là trùng thú trứng mà thôi. Bây giờ nhìn kỹ trứng kia thể, nghi ngờ nói, ngươi nói nó là vương thú đảng hắn chính là. Các ngươi cho là dạng này kỹ thuật diễn xuất vụng về có thế lừa qua ta. Có gan ngươi đem hắn đánh nát. Lão tử mới không có thèm. Chương 313, vương thú mới sinh. Tiêu Ninh Tuyết gặp cái này gọi thú sư không tin, dùng chính mình linh năng gọi thú sư năng lực, trực tiếp thôi hóa ra viên này trứng nội hạch. Phía trước đối diện gọi thú sư căn bản không có chú ý tới đây là một khỏa vương thú đảng, cho nên cũng không nghiêm túc nghiệm chứng. Bây giờ hắn cảm nhận được trứng này thể nội đập vào mặt khí tức. Cùng tô thần vừa rồi thả ra vương thú khí tức cực kỳ giống. Cái này đúng thật là một khỏa vương thú đảng. Tiêu ninh tuyết âm thanh lạnh lùng nói, cho nên, chúng ta đi, cái này trái trứng lưu cho ngươi. Gọi thú sư suy tư một chút, cười nói, phải thì như thế nào? Ngược lại giết các ngươi, ta cũng như thế có thể được đến chỉ bằng ngươi còn ngăn cản không được ta tiêu ninh tuyết đưa tay đặt ở trên vương thú đảng nếu như ngươi tới gần ta sẽ đem cái này trái trứng cũng đánh nát vậy chúng ta đều không cần có gan ngươi liền đánh nát nó ngươi cho rằng ta không dám động thủ a vậy ngươi vì cái gì tại chỗ không dám động ta chỉ là không muốn động ngươi động thủ trước hừ ngươi vẫn là sợ ta thật sự đem cái này trái trứng cho đánh nát ta sợ sao chê cười vương thú đảng mà thôi ta cũng không phải chưa thấy qua vậy trước kia ngươi vì cái gì không nhận ra được phía trước ta chỉ là không có xem trọng mà thôi coi như kia thật là vương thú đảng cũng chính là dệt hoa trên gấm mà thôi ngươi đánh nát cũng không có gì vậy ta động thủ mau ra tay tiêu ninh tuyết cùng gọi thú sư lẫn nhau nói thế nhưng là gọi thú sư bây giờ không dám tiến lên trước một bước tiêu ninh tuyết cũng vì tô thần an nguy cũng không có ra tay dằn co tiếp nữa cũng không phải biện pháp Tiêu Ninh Tuyết bỗng nhiên một quyền hướng về Vương Thú Đảng đập. Vương Thú Đảng vỏ trứng trong nháy mắt đã nứt ra một cái thật nhỏ lỗ hổng. Gọi thú sư giơ tay lên, cô nải nãy, chờ một chút. Ta cảm thấy chúng ta có thể kỹ càng nói chuyện, các ngươi đi, trứng lưu lại. Cuối cùng, hai người tranh luận vẫn là tại Tiêu Ninh Tuyết ra tay sau, lấy gọi thú sư nhận túng làm đại giá. Hắn làm sao lại không nghĩ tới, đây là một khỏa Vương Thú Đảng. Hắn kém chút hao tổn một cái có thể tự mình thai ngén cửu đoạn Vương Thú, thậm chí khế ước cơ hội. Đây chính là vương thú đảng a. Gọi thú sư nhìn xem Tiêu Ninh Tuyết một quyền đập ra tới tiểu vết nứt đều cảm giác được đau lòng. Cái kia trùng thú thật đáng chết, phía trước từ trước đến nay hắn nói đây là một quả nó trứng, không nghĩ tới tên kia cũng lừa chính mình, để cho hắn bỏ bê kiểm tra. Lần này còn thả đi hai người, Tô thần cùng Tiêu Ninh Tuyết chắc chắn là Lam Vũ phái tới. Mà mình tại ở đây ở lại cũng không có ý nghĩa, nhiệm vụ thất bại. Bất quá thu hoạch vương thú đảng, chờ mình phu hóa sau khi ra ngoài, khế ước vương thú cũng coi như là một loại bồi thường. Tiêu Ninh Tuyết lỏng thở ra một hơi, lập tức đem Vương Thú Đảng chậm rãi đẩy ra, tiếp đó cầm lên một trương quyển trục, ngươi liền đứng tại chỗ, không thể tiếp cận, bằng không thì ta lập tức khởi động trương này ma pháp quyển trục, đem viên này Vương Thú Đảng tiêu hủy. Ngươi hẳn là cũng không muốn Vương Thú Đảng bị triệt để hủy đi a? À. Nghe Tiêu Ninh Tuyết lời nói, gọi thú sư cảm thấy một hồi nhức cả trứng, thế là hắn khoát tay áo, đi đi đi. Có thể được đến một khỏa Vương Thú Đảng, ta đương nhiên sẽ không đối với các ngươi hạ thủ. Tiêu Ninh Tuyết gật đầu một cái. Ông lấy Tô Thần sau, mặt hướng đối phương, sau đó thối lui. Tiêu Ninh Tuyết cùng Tô Thần rời đi hơn 10 dặm sau đó, cái kia gọi thú sư mới không kịp chờ đợi phóng tới Vương Thú Đảng. nờ, à, đây chính là hàng thật giá thật Vương Thú Đảng a." Gọi thú sư nuốt nước miếng một cái, cảm giác có chút không chân thực, hắn kém chút bỏ lỡ thứ này. Giá trị của thứ này thậm chí không thua gì một cái đế quốc. Gọi thú sư trên mặt cười cực kỳ rực rỡ. Sau một khắc, một đạo tiếng kêu chói tai truyền đến vừa rồi tiêu ninh tuyết đập phá khe hở chỗ bỗng nhiên phun ra một đạo hỏa diễm gọi thú sư còn tại trong hưng phấn căn bản không nghĩ tới lại gốc rạ này hỏa diễm trực tiếp che mất thân thể của hắn gọi thú sư dù sao cũng là thần giới sinh trưởng ở địa phương bảy đoạn trên người hắn còn có không ít đồ tốt trong khoảnh khắc đó trên người hắn một kiện phòng ngự pháp khí khởi động tạo thành một cái vòng bảo hộ hỏa diễm nuốt hết hắn thời điểm vòng bảo hộ chỉ giữ vững được mấy giây không đến liền vỡ vụn chuyện gì xảy ra gọi thú sư nhanh chóng né tránh chỉ thấy cái kia vương thú đã dần dần nứt ra một mực lông vũ cũng chưa từng triệt để mọc ra chim thú từ bên trong chui ra gọi thú sư trừng to mắt hắn hiểu được đến đây phía trước tiêu ninh tuyết đập ra cái nào khe hở để cho vương thú sớm ra đời bởi vì cái này vương thú thai ngén thời gian vốn hẳn nên rất dài lại chân chính lúc mới sinh ra tất nhiên có thiên địa điềm lành xuất hiện nhưng là bây giờ tin không vạn lý liền ở đây đều vẫn là vừa mới chiến đấu qua tràn diện vương thú như thế đột ngột liền ra đời chỉ có thể là trước thời hạn Gọi thú sư cảm thụ được cái này chỉ vương thú sức mạnh, phát hiện đối phương chỉ có 7 đoạn. Gọi thú sư dù sao vẫn là có kiến thức, biết vương thú mới sinh giai đoạn liền hẳn là cửu đoạn, trước mắt cái này chỉ vương thú hiển nhiên là thai nén thời gian không đủ, còn không có triệt để tiến hóa thành công. Bất quá như thế nào đi nữa, nó cũng là một cái vương thú, chỉ cần sau này bồi dưỡng thỏa đáng, vậy thì có thể tấn thăng đến cửu đoạn. Gọi thú sư lần nữa nhếch môi, muốn thải dụng khế ước chi lực, đem cái này chỉ sơ sinh vương thú khế ước xuống thế nhưng là cái kia vương thú phe phẩy còn chưa dài đủ cánh, nhìn thấy gọi thú sư sau, ánh mắt sắc bén. Hắn vậy mà miệng nói tiếng người, vừa mới chính là ngươi, đánh nát ta sát ngoài. Gọi thú sư mộng, cái gì? Không phải, vừa mới là một nữ nhân đánh nát ngươi sát ngoài. Không phải ta. Vương thú hướng bốn phía nhìn một vòng, ngươi nói không phải ngươi. Nhưng nơi này không có những người khác. Nếu như không phải ngươi, ta lúc đi ra, nên có cửu đoạn. Lần này đến phiên gọi thú sư mộng bức, thật không phải là ta. Không đúng, ta là chủ nhân của ngươi. Ta dựng dục ngươi, ngươi hẳn là nghe lệnh tại ta. Bây giờ, ta lấy gọi thú sư danh nghĩa, khế ước ngươi. Nói xong, gọi thú sư hai tay bắt đầu kết ấn, một đạo quang mang từ hai tay của hắn chỉ thấy sáng lên, sau đó hai tay của hắn chậm rãi bày ra. Một trưởng tạo thành cùng bên trong hư không quyển trục xuất hiện, đây cũng là vương thú khế ước. Thế nhưng vương thú gặp sau, cái kia trơ trụi sắc mặt bên trên vậy mà lộ ra một loại chế dễu thần thái, sau đó mở ra chính mình móng vuốt, một chảo đi qua, một đạo kinh khủng vi năng sinh ra đem cái kia khế ước trực tiếp vĩ đi nho nhỏ nhân loại vậy mà suy nghĩ ta cùng khế ước tự tìm cái chết nói xong vương thú chim liền hướng gọi thú sư phóng đi nó cũng là bảy đoạn gọi thú sư cũng là bảy đoạn sau đó bên này bộc phát lên chiến đấu kịch liệt một bên khác ông tô thần tiêu ninh tuyết đẩy tới ngoài trăm dặm ở đây gọi thú sư muốn đuổi tới cũng cần một đoạn thời gian huống chi gọi thú sư còn cần trông coi viên kia vương thú đảng vương thú đảng lại như thế trọng, ông nó càng khó đuổi tới. Cho nên tiêu ninh tuyết mới thở dài một hơi. Tô thần ngược lại có chút đáng tiếc, tuyết tuyết, ngươi hẳn là khế ước cái kia vương thú. Tiêu ninh tuyết lắc đầu, không có việc gì, chỉ cần ngươi an toàn liền tốt. Ít nhất chúng ta có thể cùng Lam Vũ phục mệnh, mặc dù không thể mang về cái kia trùng thú, thế nhưng là chúng ta đã thay hắn giải quyết nơi này phiền phức, hắn hẳn là sẽ giao một bộ phận thù lao. Tô thần gật đầu một cái. Hai người sửa sang lại một phen sau, chuẩn bị đi trở về. Lúc này, một cái trơ trụi đại điểu từ đằng xa bay tới, trên người nó mang theo rất nhiều tổn thương, vui vẻ đụng chút rơi xuống đến Tô Thần cùng Tiêu Ninh Tuyết trước người. Chương 314, miệng phun hương thơm vương thú. Cái này chỉ trơ trụi chim thú chính là sơ sinh vương thú. Nó dù sao cũng là không thể hoàn toàn phu hóa, chỉ có 7 đoạn năng lực, đối mặt xong 7 đoạn nghề nghiệp gọi thú sư, nó phát hiện mình vậy mà đánh không lại. Bất quá nó phun ra hỏa diễm, hay là đem gọi thú sư ngăn cản, thế là vui vẻ đụng chút bay tới. Tiểu gia hỏa bay đến ngoài trăm dặm, liền đã có chút mệt mỏi, gặp phía dưới có người, cuối cùng không kiên trì nổi, rơi xuống đến Tô Thần cùng Tiêu Ninh Tuyết nghỉ ngơi chỗ. Tô Thần cùng Tiêu Ninh Tuyết đang đứng dậy, gặp con chim này thú từ không trung nện xuống tới, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Hai người đều rất nghi hoặc. Đó là vật gì? Tô Thần triệt để suy yếu, còn cần Tiêu Ninh Tuyết nâng, Tiêu Ninh Tuyết thò đầu ra hướng trong hố nhìn lại. Cuối cùng nhìn thấy chim thú toàn cảnh. Tuyết Tuyết, ngươi thấy được cái gì? cô thần bởi vì không động được chỉ có thể hỏi thăm tiêu ninh tuyết tiêu ninh tuyết kinh ngạc nói tựa như là một cái không có mau loài chim cô thần cũng kinh ngạc không có mau loài chim là mới vừa ra đời điểu sao chẳng thể trách sẽ rơi xuống đông còn chưa mọc đủ liền bắt đầu học tập phi hành bất quá điểu làm sao lại lớn như vậy còn có thể đập ra một cái hố không phải là đà điểu a tiêu ninh tuyết lắc đầu ngươi mới là đà điểu cả nhà ngươi cũng là đà điểu chim thú ngã xuống khỏi tới nhưng cường độ thân thể còn là rất cao, căn bản không có cái gì sự tình, chỉ là thụ thương thêm nữa mệt mỏi. Chỉ thấy con chim này thú chậm rãi từ trong hầm leo ra, trong miệng chửi rủa đạo. Tô thần gặp bộ dáng, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Mặc dù Tô thần bây giờ sức mạnh hoàn toàn héo rút, không cách nào chuyển động, nhưng ánh mắt của hắn cùng cảm thụ năng lực vẫn là có thể dùng. Đặc biệt là con chim này vừa xuất hiện, cổ khí tức quen thuộc kia liền đập vào mặt. Lại tăng thêm một con chim vậy mà miệng nói tiếng người, Tô thần lập tức hô. Vương thú Ký tức cùng phía trước cái kia vương thú trứng bên trong ký tức một dạng. Tô thần lập tức phản ứng lại gia hỏa này lai lịch. Hắn kêu qua Tiêu Ninh Tuyết, "Tuyết Tuyết, đó chính là lúc trước viên kia vương thú trứng." Tiêu Ninh Tuyết cũng nhìn ra, hắn dù sao cũng là gọi thú sư, một cái hoàn toàn khác biệt thú loại xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng tự nhiên sẽ dùng cảm giác quan sát một phen. Tô thần càng là mở ra hệ thống xem xét gia hỏa này. Sinh vật phân tích bên trong. Chủng tộc: Thiên oanh, vương thú. Đẳng cấp: Thất đoạn ngũ phẩm. Năng lực: Quanh nguyên chi hỏa, phần thiên, bị động, những thứ chưa biết khác. Thiên oanh nhất tộc. Ta còn chưa từng nghe qua. Chim thú cuối cùng nghe được có người gọi đúng nó chủng tộc tên, có chút kích động. Nhưng nó lại phản ứng lại, vì cái gì thanh âm của các người ta nghe sẽ cảm thấy quen thuộc. Vương thú nhất tộc, kỳ thực tại trứng thể nội đã sớm hình thành, chỉ là cần thời gian dài phu hóa, hấp thu thiên địa tinh hoa mới có thể dựng dục ra tới. Bằng không thì nó cũng sẽ không vừa ra tới liền có thể nói chuyện, còn biết nhiều chuyện như vậy nhưng nó tại vỏ trứng bên trong cái gì đều không nhìn thấy, nghe được đồ vật cũng cách vỏ trứng, cho nên nó chỉ cảm thấy tô thần cùng tiêu ninh tuyết âm thanh có chút quen thuộc, cũng không nhận biết hai người. Không đợi thiên oanh nhiều xoắn suýt những thứ này, trong rừng cây sau lưng tô thần, gọi thú sư chống đỡ một gốc cây một, che ngực cũng theo tới ở đây. Súc sinh, thì ra ngươi tại cái này. Hôm nay lão tử cũng không khế ước cái gì vương thú, đêm nay lão tử liền muốn ăn chim thú nấu canh. Tô thần cùng tiêu ninh tuyết đồng thời quay đầu nhìn lại, gặp lại gọi thú sư lúc, hắn đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi trên mặt của hắn bị ngọn lửa bị bỏng trở nên mười phần vặn vẹo thậm chí có chút trừu tượng cơ thể làn da cũng cùng hắn mặc quần áo dính liền dung nhập trong máu thịt cái này rõ ràng là hỏa diễm cháy hạ tràng tô thần liên tưởng đến thiên oanh năng lực gọi thú sư đoán chừng chính là bị hắn oanh nguyên chi hỏa làm thành như vậy a à. lại tô thần rất rõ ràng tầm thường hỏa diễm tuyệt không có khả năng thương tổn tới gọi thú sư gọi thú sư trên thân tất nhiên có một đống phòng thân bảo vật chính hắn cũng là một cái pháp sư nếu là bình thường hỏa diễm tuyệt không có khả năng thương tổn tới hắn tô thần càng ngày càng hiếu kỳ cái này oanh nguyên chi hỏa đến tột cùng là năng lực gì bất quá bây giờ một người một thú còn có một con chim đều phải đối mặt cái này gọi thú sư nếu là trước kia tô thần coi như không có thiêu đốt thần huyết cũng có thể xử lý đối phương nhưng tô thần bây giờ sức mạnh héo rút bằng vào mượn tiêu ninh tuyết cùng thiên oanh có thể giải quyết gia hỏa này sao huống chi thiên oanh cũng không nhất định sẽ cùng bọn họ đứng cùng một chỗ gọi thú sư gặp lại tô thần cùng tiêu ninh tuyết càng cho hơi vào hơn không đánh vừa ra tới rõ ràng là tiêu ninh tuyết phá hư trứng chim cái kia không biết sống chết gia hỏa vậy mà đem trách tội đến trên người mình còn để cho chính mình trở nên thảm như vậy các ngươi đều ở nơi này cái kia tiết kiệm ta đi tìm các ngươi đều đi chết đi tiêu ninh tuyết phía dưới ý thức vẫn là ôm lấy tô thần lui về phía sau rút lui thiên oanh cánh còn chảy máu trong lúc nhất thời nó cũng không bay lên được bằng không thì cũng sẽ không rơi xuống Gặp gọi thú sư lần nữa kết lên ấn chuẩn bị sử dụng pháp sư kỹ năng, thiên oanh kêu to toàn thân giấy lên liệt hỏa. Vốn là trơ trụi điểu thân bên trên, bởi vì liệt hỏa bao trùm, trở nên sinh động như thật. Thế nào xem xét, lại tựa như một mực phượng hoàng giống như. Hắn hướng về phía gọi thú sư một ngụm phun tới, ngọn lửa nóng bỏng từ trong miệng tuôn ra. Gọi thú sư giang hai tay ra, hắn đã đọc chú ngữ, thuật pháp khởi động. Hai tay bên trên trống rỗng xuất hiện từng cái thủy ti, mới vừa rồi cùng thiên oanh thời điểm chiến đấu hắn còn không có làm rõ ràng thiên oanh năng lực, lúc này mới ăn một cái thua thiệt ngầm. Hắn nhưng là gọi thú sư cùng pháp thuật song nghề nghiệp người. Lại pháp thuật càng là đạt đến bảy đoạn thất phẩm, hắn làm sao có thể để cho một cái chim nhỏ làm bị thương. Thủy ti vần quanh lên quanh thân, sau đó hóa thành một đạo màng nước, chắn phía trước. Thiên oanh oanh nguyên chi hỏa thiêu đốt màng nước, hỏa diễm từng tầng từng tầng đột tiến, tự hồ có thể xông phá màng nước đem đối phương đánh bại. Thế nhưng là đột nhiên một tiếng sói chu. Tại gọi thú sư sau lưng, từng cái vết nứt không gian mở ra càng nhiều chỉ báo săn từ vết nứt không gian bên trong chui ra một cái lớn ưng dương cánh xông vào vân tiêu phía trên còn có hai cái cự lan cũng từ trong chui ra hết thảy bốn cái dị thú lại không có một cái đẳng cấp thấp hơn lục đoạn đây mới là gọi thú sư chân chính năng lực thiên oanh thấy thế tâm tình chập chờn dị thường trực tiếp kêu to nếu là chính diện cùng gọi thú sư chiến đấu nó không chút nào sợ cấp bậc của nó mặc dù không có gọi thú sư cao thế nhưng là nó có vương thú năng lực lại có thể nghiền ép đối phương. Nhưng đối phương dù sao cũng là gọi thú sư, làm sao có thể chỉ có một cái dị thú. Nó phía trước chính là bị khác dị thú vây công, lúc này mới thua chạy nơi đây. Tô thần ngẩn ra, phía trước gọi thú sư cùng mình thời điểm chiến đấu, cũng không có triệu hồi ra bọn gia hỏa này. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đối phương phía trước căn bản không cảm thấy có thể cùng chính mình một trận chiến. Hắn thiêu đốt thần huyết cơ hồ tiếp cận tám đoạn chi uy, ngay cả trùng thú đều đánh không lại, coi như hắn triệu hồi ra khác dị thú tới lại như thế nào, còn không phải chịu chết. Nhưng lúc này thì lại khác, thiên oanh cùng tiêu ninh tuyết cũng chỉ là bảy đoạn. Mà gọi thú sư một người cầm pháp sư chi năng, lại từ dị thú phối hợp lẫn nhau. Tiêu ninh tuyết cùng thiên oanh một phe này lập tức đã rơi vào hạ phong. Chương 315, Kế ước vương thú. Thiên oanh đang dùng oanh nguyên chi hỏa cùng gọi thú sư dằn to. Bên trên bầu trời chân chính liệp ưng xuất hiện. Liệp ưng đẳng cấp tại bảy đoạn nhất phẩm, mở ra hai cánh lại có hai ba mươi chi cự. Hắn ưng trảo tráng kiện có thể so sánh đại thụ, hướng về chỉ có một người lớn nhỏ không tới thiên oanh chột tới. Thiên oanh còn cần duy trì cùng gọi thú sư chiến đấu, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đề phòng. Lại một bên khác, hai cái cự lan cũng đi theo hành động. Hai cái cự lan tựa như cộng sinh thể, đều có lục đoạn thất phẩm đẳng cấp, chiều cao hơn 10 mét, hành động mau lẹ, lại hai cái cự lan tựa như cộng sinh thể, phối hợp nghiêm mật. Kinh khủng hơn là một cái kia báo săn, nó núp tại gọi thú sư sau lưng, hắn đẳng cấp càng là đạt đến 7 đoạn tam phẩm bốn cái dị thú cùng nhau công kích, lại thêm gọi thú sư. Thiên Oanh đành phải lui bước. thế nhưng là gọi thú sư cũng minh bạch hắn bên này là dựa vào ưu thế về nhân số, hắn lấy ra ba tấm quyển trục trực tiếp ném ra, lại lấy ra hai cái tô thần cùng tiêu ninh tuyết thấy đều chưa thấy qua đồ vật, hướng về phía Thiên Oanh sử dụng. đây mới là thần giới người bình thường phương thức chiến đấu. pháp khí, ma pháp quyển trục, pháp sư năng lực, khế ước thú. nhân loại có thể sử dụng thủ đoạn lúc nào cũng đa đoan. ma pháp quyển trục tóe ra mãnh liệt năng lượng ba động chỉ thấy một đầu trùng sáng từ trong đó bắn ra. Thiên oanh cấp tốc trốn tránh, thế nhưng là quan thúc kia quá nhanh, cho dù nhanh như bảy đoạn thiên oanh, cơ thể né tránh, cánh vẫn là bị bắn trúng, trùng sáng trực tiếp hòa tan cánh của nó biên giới, tạo thành lại một cái trống rỗng. Trên mặt đất cũng xuất hiện tí ti nước động, những thứ này thủy lại là từ dưới mặt đất tràn ra tới, sau đó cuốn lên từng đạo vòi rồng. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, thủy thế trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, phủ lên cao hơn 10 mét cây cối, cơ hồ đem ở đây hóa thành một cái hồ nước. Trong nước bỗng nhiên xông ra một đầu thủy long, sau đó hướng về phía Thiên Oanh điên cùng tấn công mà đi. Ba tấm ma pháp quyển trục đều là bảy đoạn. Thiên Oanh phun ra hỏa diễm xua tan liệt ưng. Tự Lang tại trên nọn cây nhảy tới nhảy lui, từ hai phe giáp công, Thiên Oanh đành phải xoay tròn cơ thể, dùng trên thân thể hỏa diễm phòng ngự xua tan hai đầu ác lang. Đang tại bây giờ, gọi thú sư cũng không nhàn rỗi, hắn lần nữa khải dụng pháp sư kỹ năng. Vừa rồi ma pháp quyển trục hình thành thủy long, trong nháy mắt đã biến thành ba đầu. Thiên Oanh bị liên tiếp công kích cuối cùng vẫn sơ hở, bị thủy long nhào trúng cơ thể, trên người nó thiêu đốt hỏa diễm cư nhiên bị thủy long dập tắt hơn phân nữa. Mà giờ khắc này, báo sang xuất động. Bảy đoạn liệt báo, không động thì thôi, khẽ động chính là một kích trí mạng. Nó nhắm ngay thiên oanh cổ cắn một cái đi, thiên oanh căn bản không có cách nào bố trí phòng vệ. Tiêu ninh tuyết bây giờ cổng tô thần, tại cái này nước ngập lúc, nàng không có cách nào bỏ lại tô thần chìm vào trong nước đi hỗ trợ. Mắt thấy thiên oanh sắp bị cắn tô thần tại bên tai tiêu ninh tuyết nhẹ nhàng nói một câu nhanh khế ước tiêu ninh tuyết bừng tỉnh đại ngộ nàng bây giờ cũng không phải nguyên lai trong thế giới phổ thông ngự thú sư mà là trong thần giới gọi thú sư mà lại còn là đặc thù nghề nghiệp linh năng gọi thú sư tiêu ninh tuyết linh hồn trong nháy mắt đẩy ra thiên oanh tại sâu trong linh hồn phát hiện một tấm khế ước chỉ cần thiên oanh đồng ý nó liền có thể lập tức biến thành tiêu ninh tuyết khế ước thú từ đó chịu đến tiêu ninh tuyết trợ giúp thời khắc thế này thiên oanh còn có cái gì lựa chọn cái này gọi thú sư rõ ràng là muốn đem nó giết chết nấu canh uống, chính mình đem hắn làm cho bộ mặt hoàn toàn thay đổi, gọi thú sư đã tức tới cực điểm. Cho dù đối phương còn muốn khế ước chính mình, nhưng thương qua mình người, Thiên Oanh cũng không muốn cùng lại khế ước. Bây giờ đột nhiên một cái tiểu tỷ tỷ cùng nó khế ước, Thiên Oanh không có chút gì do dự, trực tiếp dùng linh hồn đè xuống con dấu. Khế ước tạo ra. Tiêu Ninh Tuyết Linh có thể gọi thú sư năng lực, trong nháy mắt đem Thiên Oanh thu hồi. Chỉ thấy bị các phương giáp công Thiên Oanh, trực tiếp trốn vào bên trong hư không tránh thoát liên tiếp công kích báo săn trắng hụt phiêu phù ở trên mặt nước sửng sốt thủy long cũng hoàn toàn mất hết thế công mà gọi thú sư sững sờ nhìn về phía tiêu ninh tuyết ngươi cũng là gọi thú sư lúc trước hắn gặp tiêu ninh tuyết lực lớn vô cùng linh khí nổi bật bộ dáng còn tưởng rằng tiêu ninh tuyết là một cái đấu võ giả tại sao có thể là gọi thú sư chẳng lẽ nàng cũng là hai loại nghề nghiệp hôm nay thực sự là gặp quỷ gọi thú sư thầm mắng một tiếng chỉ là hắn cái này đốt cháy trên mặt đã nhìn không ra biểu lộ, chỉ có máu thịt be bét một mảnh. Loại này vương thú cùng ngươi khế ước cũng không nguyện ý cùng ta khế ước. Rõ ràng là trứng để ngươi đánh nát nó. Nó lại công kích ta. Còn cùng ngươi khế ước. Cái này thương mại đều cái gì cùng cái gì. Gọi thú sư không biết nên như thế nào chửi rủa cái kia đần điểu. Bất quá khả năng này chính là mệnh. Gọi thú sư cũng không xoắn suýt, đã như vậy, cái kia thương mại toàn bộ đều đi chết đi. Một cái cũng đừng lưu hắn khu động phía trước lấy ra cái khắc pháp khí, theo thứ tự là một cái hình bát giác màu đen vật thể, còn có một cái nguyên hình tỏa sáng quan châu. Sáng lên hạt châu chỉ là sáng lên một cái chớp mắt, liền chui vào hư không, đem chung quanh cũng biến thành một mảnh vạn vẹo hư không cảnh tượng. Tiêu Ninh Tuyết cùng Tô Thần chỉ thấy chung quanh đột nhiên cảnh sắc biến đổi. Bọn hắn dưới lòng bàn chân còn đạp phía trước cao hơn 10 mét lớp nước, thế nhưng là Chu Thiên đã tối xuống. Đột nhiên biến hóa thiên tượng. Đây là cái gì năng lực nghịch thiên? bất quá tô thần lập tức hiểu được hắn đây là một cái lĩnh vực tiêu ninh tuyết gật đầu một cái mà nàng rất nhanh liền cảm giác được tại cái này bầu trời tăm tối phía dưới lực lượng của nàng lao nhanh suy giảm dường như là có đồ vật gì tại rút sạch linh lực của nàng còn có cái kia bát giác màu đen vật thể hắn trong nháy mắt mở rộng sau đó một cái bắt được từ cái kia màu đen vật thể bên trong duỗi ra một đầu phương tây cự long bộ dáng sinh vật từ bên trong thò đầu ra sọ tới cặp mắt của nó lập lòe tinh hồng chi quang nhìn chằm chằm tất cả mọi người chỉ nghe gọi thú sư nói khẽ, đến từ địa ngục Ác Long. Đem bọn hắn toàn bộ giết chết a. À. Ngươi có thể thôn vệ hết bọn hắn, từ đó thu hoạch được tiến hóa. Ác Long nhìn lại một mắt, gật đầu một cái, cuối cùng đem mục tiêu nhìn chăm chú về phía Tô Thần cùng Tiêu Ninh Tuyết. Lần này Tiêu Ninh Tuyết kinh ngạc. Bọn hắn đây là tại cùng một cái gọi thú sư chiến đấu, vẫn là tại cùng một cái bút chiến đấu. Như thế nào thần giới một cái phổ thông gọi thú sư, thế mà biến thái như vậy? Chỉ có Tô Thần, tự hồ hiểu được cái này giống như mới là bình thường bảy đoạn nhân có thực lực tần tần lớp lớp pháp bảo cùng năng lực ai đi ra hỗn không có mấy cái thủ đoạn bảo mệnh không có mấy cái ác chủ bài chỉ là bây giờ gọi thú sư mới bỏ được phải lấy ra ác long gầm thét tô thần cảm thụ năng lực vậy mà cũng tại bảy đoạn lục phẩm tuyết tuyết nên dùng liền dùng a tô thần đối với tiêu ninh tuyết nói tiêu ninh tuyết nhớ mày hắn hiểu được tô thần nói tới tám đoạn ma pháp quyển trục bây giờ cũng muốn lấy ra bảo vệ tính mạng thế nhưng là ma pháp quyển trục chỉ là công cụ không đến vạn bất đắc dĩ quyết không thể vận dụng đây là sau cùng thủ đoạn bảo mệnh cũng là vì cái gì phía trước tiêu ninh tuyết cho dù nguyện ý từ bỏ vương thú trứng cũng không muốn sử dụng nguyên nhân bởi vì dùng đến sau nếu là không giải quyết được đối thủ vậy thì thật sự không có đường lui chỉ thấy tiêu ninh tuyết từ trong miệng túi móc ra hai tấm quyển trục gọi thú sư xem xét tại chỗ sửng sốt ai không phải các ngươi như thế nào cũng có cái đồ chơi này vẫn là hai tấm gọi thú sư cũng không thể không hoảng. Hai cái bảy đoạn người, trên thân làm sao lại mang theo tám đoạn ma pháp quyển trục, vẫn là hai tấm. Này làm sao nói rõ lý lẽ. Chương 316, đánh tô thần chủ ý nghĩ gì thế? Sau đó hóa thành một đạo ma quan xông vào vân tiêu phía trên. Tại thiên không bên trong, một vòng mới ngày chậm chạp tạo thành, đem cái này u ám không gian chiếu trong suốt. Mỗi một tấc phương viên chi địa, đều bị tia sáng phổ chiếu. Mới ngày càng lộ ra càng lớn. Tám đoạn ma pháp quyển trục, mới nhật chi quan. Gọi thú sư cũng coi như kiến thức bao rộng, chỉ là liếc mắt nhìn, liền minh bạch trương này quyển trục năng lực. Tiêu ninh tuyết ngược lại không biết quyển trục này bên trên khắc vẽ là ma pháp gì. Dù sao cái kia gọi thú sư cũng coi như là một cái pháp sư, đối với đủ loại ma pháp cũng có nghiên cứu. Kiến thức ma pháp này kỹ năng sau, lập tức mở ra phòng ngự. Hai tay chiếu rọi pháp quan, từng nhóm màn nước, phòng ngự trận, tường đất tất cả bày trận tại phía trước. Sử dụng tám đoạn ma pháp quyển trục tiêu ninh tuyết, đột nhiên cảm thấy chính mình cùng cái này luận mới này có liên hệ, nàng có thể khu động mới ngày một lần phát động bỗng nhiên công kích. Cũng có thể để cho mới ngày công kích toàn phương diện phạm vi bên trong tất cả sinh vật. Tiêu ninh tuyết ánh mắt kiên nghị, hai tay vũ động mới ngày, chỉ huy mới nhật chi quan toàn lực đâm về gọi thú sư. Nàng tự nhiên sẽ không lựa chọn công kích toàn phương diện, cái này cũng sẽ thương tổn đến tô thần. Mới ngày tiếp thu được mệnh lệnh, sau đó ngưng kết trở thành một mảnh kinh khủng nóng viêm, một đạo mảnh liệt dung viêm lại lần nữa nhật chi bên trong nhảy ra giống như là lỗ đen ba động, trực tiếp bắn về phía gọi thú sư. Gọi thú sư đem ma lực toàn bộ thu phát đến trước người liệt lên từng cái phòng ngự pháp thuật bên trên. Chỉ thấy tia sáng trong nháy mắt mà tới, màn nước, tường đất trong khoảnh khắc tan rã. Đại nhật thiêu đốt, mặt đất khắp lên cao hơn 10 mét nước sâu, trong nháy mắt liền bốc hơi. Tô thần trực tiếp rơi xuống, cũng may thân thể của hắn còn tính là cứng rắn, chỉ là không cách nào sử dụng sức mạnh thôi, cho nên không có chịu đến tổn thương. Mà gọi thú sư bên kia, trực tiếp bị mới nhật chi quan xuyên thấu qua từng tầng từng tầng phòng ngự, xuyên thấu vào trong cơ thể của hắn. Gọi thú sư hô to một tiếng, không. Thân thể trực tiếp nổ tung, tám đoạn ma pháp quyển trục sức mạnh, đã không phải là hắn có thế ngăn cản. Vây quanh tại bốn phía, bị gọi thú sư triệu hoán đi ra mỗi dị thú, thấy mình chủ nhân bỏ mình, đều lộ ra khủng hoảng ánh mắt. Tô thần nhíu mày, cuối cùng làm xong. Tám đoạn ma pháp quyển trục quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu ninh tuyết rơi xuống mặt đất, chung quanh bị gọi thú sư đủ loại pháp thuật cùng pháp khí triệu hoán đi ra dị tượng toàn bộ tiêu thất. Tiêu ninh tuyết ngược lại là tiêu hao không lớn, dù sao ma pháp quyển trục, chỉ cần từng chút một sức mạnh liền có thể khu động. Giải quyết, đáng tiếc lại mất đi một tấm ma pháp quyển trục. Tô thần an ủi nàng, cái này không trả khế ước một cái vương thú đi. Cũng không coi là lỗ. Tô thần cũng không biện pháp tham chiến, hắn đành phải ở một bên quan sát tiêu ninh tuyết toàn lực thu phát. Đây vẫn là tiêu ninh tuyết thu được linh năng gọi thú sư sau lần thứ nhất đại chiến mặc dù mượn ma pháp quyển trục nhưng biểu hiện cũng xem là tốt còn có chung quanh các dị thú tiêu ninh tuyết lần nữa lấy ra ma pháp quyển trục còn lại dị thú nhìn thấy vừa rồi mãnh liệt như vậy sức mạnh cũng minh bạch cái này ma pháp quyển trục có thế muốn mạng của bọn hắn lại khống chế bọn hắn gọi thú sư đều đã chết bọn hắn cũng không cần thiết tái chiến đấu nữa chỉ có tô thần cảm thấy có chút không đúng tuyết tuyết chờ đã phải cẩn thận bọn hắn còn không có tiêu thất tô thần lập tức nhắc nhở bởi vì hắn cùng tiêu ninh tuyết chi ở giữa cũng có khế ước chi lực. Chỉ cần mình chết, tiêu ninh tuyết cũng sẽ rơi xuống. Theo lý mà nói, gọi thú sư cùng so với mình đẳng cấp thấp dị thú khế ước, hẳn chính là gọi thú sư bỏ mình, tất cả dị thú đều đem tử vong. Nhưng là bây giờ còn lại dị thú vẫn còn sống sót. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm, gọi thú sư còn có hậu chiêu. Quả nhiên, đột nhiên một cái hư nhược âm thanh truyền đến, một cây chủy thủ chống đỡ tô thần phần lưng. Ai nói ta chết đi? gọi thú sư cánh tay trái không thấy, nhưng hắn vẫn sống sót. Bây giờ đang cầm lấy chủy thủ, chống đỡ tại tô thần phần lưng, tiếp đó nhìn chầm chầm tiêu ninh tuyết, không nên tới gần. Bằng không thì ta lập tức giết hắn. Tiêu ninh tuyết quay đầu nhìn lại, nàng sợ nhất cái tràn diện này. Phía trước chính là lo nghĩ giữa hai người chiến đấu dư ba sẽ làm bị thương đến tô thần, cho nên lựa chọn lui bước. Quả nhiên, mục tiêu của đối phương trực chỉ tô thần. Gọi thú sư cầm tô thần uy hiếp ở chính mình, nàng không có biện pháp nào còn lại dị thú nhìn thấy chủ nhân của mình vẫn sống sót, cũng đi theo hưng phấn lên, lần nữa vây quanh ở tiêu ninh tuyết bốn phía, tùy thời chuẩn bị công kích. Tiêu ninh tuyết cũng lập tức thả ra tại hắn gọi thú không gian bên trong thiên oanh. Hai phe lại tạo thành dằn co. Ta ghét nhất thần giới chính là điểm này, ma pháp quyển trục đến cùng là ai phát minh, người nào cũng có thể có. Giết hai cái bảy đoạn người thế mà đều khó khăn như vậy. Gọi thú sư âm thanh cực kỳ mệt mỏi lại khàn khàn. Hắn nhìn chầm chầm tiêu ninh tuyết, lộ ra sát ý lạnh như băng tô thần bị chống đỡ lại không chút nào sợ ngược lại ngẩng đầu hỏi hướng gọi thú sư ngươi là thế nào chạy trốn ma pháp vẫn là pháp khí tô thần rất rõ ràng trong thần giới rất nhiều thứ cũng là bọn hắn chưa bao giờ hiểu qua nếu nói có cái gì ma pháp hoặc pháp khí đạo cụ có thể đang để cho người tại ti huyết lúc đào thoát cũng không kỳ quái nhưng tô thần rất muốn biết gọi thú sư cả giận nói đó là của ta một kiện bảo mệnh pháp khí có thể tại ta sắp chết thời điểm lập tức đem thân thể của ta truyền tống trời đi tại chỗ lưu lại một cái giống nhau như đúc thi thể đây chính là ta hao tốn mấy chục ức kim tệ cùng rất nhiều bảo bối mới đổi lấy thế mà để các ngươi hủy diệt gọi thú sư lúc nói lời nói này nghiến răng nghiến lợi tô thần có thể nghe ra hắn có bao nhiêu nổi nóng vậy ngươi bây giờ chuẩn bị như thế nào giết ta sau đó để tuyết tuyết lại dùng một tấm ma pháp quyển trục diệt đi ngươi trên tay chúng ta thế nhưng là còn có một tấm ma pháp quyển trục nếu như ngươi khăng khăng muốn động thủ vậy ngươi cũng phải chết tô thần nhìn rất nhiều thấu triệt gọi thú sư không có khả năng giết hắn. Cho nên hắn không có sợ hãi. Tiêu Ninh Tuyết cũng lập tức cầm lấy tấm thứ hai tám đoạn ma pháp quyển trục. Ngươi nếu dám động tô thần, ta lập tức diệt ngươi. Tiêu Ninh Tuyết ngữ khí mười phần hốt hoảng, nàng vô cùng lo nghĩ tô thần, cho nên nói chuyện cũng gấp gấp rút hơn. Gọi thú sư ánh mắt hơi co lại, khóe miệng một bên cong lên. Các ngươi đến cùng là quái vật gì? Một cái có thể hóa thành hình người vương thú. Còn có một cái khế ước hai cái vương thú nữ nhân. Lam Vũ bên cạnh lúc nào nắm giữ lực lượng như vậy? Nếu là có, chúng ta nguyên gia thì đâu đến nỗi dám cùng Lam gia tranh đấu? Khế ước hai cái vương thú, ngươi thật không đơn giản. Tô Thần hơi kinh ngạc. Cái này gọi thú sư vậy mà nhìn ra thân phận của hắn. Hóa thành hình người vương thú, ta vẫn lần thứ nhất gặp. Gọi thú sư cúi đầu xuống nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần nhếch môi cười cười, ngươi đem một cái này vương thú khế ước cho ta, ta liền rời đi. Yên tâm ta sẽ cùng hắn ký kết một phần song phương vô luận ai bỏ mình một phương khác đều sắp vẫn lạc khế ước. Như vậy ngươi liền có thể an tâm." Gọi thú sư đột nhiên nói. "Cô thần giờ mới hiểu được, thì ra cái này gọi thú sư đánh chính là mình chủ ý." Chương 317, ta cùng khế ước của nàng rất đặc thù giải trừ không được. hoán thú sư tự hồ nắm đúng tiêu Ninh Tuyết đối với cô thần ở giữa tình cảm. Hắn kỳ thật rất muốn cười, một kẻ nhân loại, vậy mà đối với một cái gì thú lên tình cảm. Bất quá đây khả năng chính là nữ nhân đi nhưng hoán thú sư càng muốn hơn khế ước tô thần cái này vương thú. Có thể thiêu đốt thần huyết hóa thành bát đoạn, lại tương lai vô hạn vương thú. Coi như cùng nó ký kết sinh tử khế ước, tương lai của hắn cũng là vô hạn. Nói không chừng còn có thể vấn đỉnh thần minh cấp độ. Tiêu ninh tuyết nhíu mày nhìn về phía tô thần, trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Tô thần nheo lại mắt, ta cùng nàng khế ước rất đặc thù, giải trừ không được. Xoả điểu kia ngược lại là có thể cho ngươi. Nó cũng là vương thú, lời như vậy, ngươi cũng không tính thua thiệt, giao dịch như vậy như thế nào? Hoán thú sư nhíu mày, khế ước gì giải trừ không được. Hoán thú sư cũng ký kết qua rất nhiều khế ước. Khế ước ký kết đơn giản chính là như vậy mấy loại. Khế ước thời gian, song phương thời khắc sinh tử có hay không ước định. Đồng thời phe nhân loại hẳn là còn có thể đơn phương giải trừ khế ước. Đây là trong nhận biết của hắn có. Hắn còn chưa từng nghe nói qua, không có khả năng giải trừ khế ước. Tô thần cười nói, ngươi không biết nhiều, tựa như ngươi nói, ngươi có thấy có thể hóa thành hình người vương thú sao? giữa chúng ta khế ước, coi như thần tới cũng không có cách nào giải trừ. cho nên ngươi đổi một cái. hoáng thú sư nắm chặt dao găm trong tay, bỗng nhiên lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đặc thù khế ước cũng không phải không có khả năng, nhưng đã như vậy, vậy các ngươi ở giữa khế ước khẳng định là song phương kẻ nào chết một cái khác cũng sẽ đi theo chết đi. chuyện kia thì càng xử lý. hoáng thú sư trong mắt lóe lên quang mang, đem một đoàn ma lực rót vào trong chủy thủ. hắn hiện tại có thể khẳng định tô thần cùng tiêu ninh tuyết ở giữa khế ước tuyệt đối là sinh tử khế ước cái kia giết tô thần tiêu ninh tuyết đồng dạng sẽ chết coi như hắn không chiếm được vương thú nhưng hai người kia chết hắn cũng coi như giải hận tô thần tranh thủ thời gian đối với tiêu ninh tuyết nháy mắt năng lực kia hiện tại dùng tô thần nhắc nhở đến tiêu ninh tuyết tiêu ninh tuyết đột nhiên sửng sốt nhưng lập tức minh bạch tô thần nhắc nhở đúng a à, nàng còn một mực không có sử dụng tới nàng thu hoạch được linh năng hoáng thú sư nghề nghiệp sau năng lực tăng cường dị thú Tiêu Ninh Tuyết đưa nàng trên thân tất cả linh khí toàn bộ chuyển hóa thông qua Tô Thần cùng nàng ở giữa khế ước, rót vào Tô Thần trên thân. Tô Thần lần nữa thu hoạch được lực lượng, mặc dù nguồn lực lượng này không tính rất mạnh, giờ phút này chỉ có thể duy trì hắn có được thời kỳ toàn thịnh lực lượng một phút đồng hồ thời gian. Nhưng đã sớm đầy đủ. Chỉ gặp bị hoáng thú sư bắt lấy Tô Thần chấn động mạnh một cái. Hoáng thú sư trong mắt kinh hải, Tô Thần trong tay phải trong nháy mắt mọc ra lợi trảo, trở tay hướng phía hoán thú sư ngực đâm tới chung quanh bị hoán thú sư chỗ triệu hoán đi ra các dị thú cùng kêu lên gầm rú. Trong nháy mắt, tất cả dị thú đều là ngã trên mặt đất, không có khí tức. Tô thần nghe được hệ thống vang lên thanh âm. Thu hoạch được điểm thông vệ. Khoảng cách lần tiếp theo phẩm cấp tấn thăng. Tô thần thở dài, một phút đồng hồ thoáng qua mà qua, hắn lại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bất quá tất cả mọi người giải quyết. Hơn 3 tỷ điểm thông vệ là bởi vì hắn giết hoán thú sư, cũng liền đồng thời giết chết hoán thú sư những dị thú khác hắn nhưng là có được hai cái thất đoạn dị thú, cũng là một tỷ. Xử lý một cái thất đoạn, hắn có thể thu được một tỷ điểm thôn vệ. Mà thu được 10 tỷ, là hắn có thể tăng lên một phẩm cấp. Chỉ cần xử lý một cái cửu đoạn, thu hoạch được 10 tỷ, là hắn có thể trực tiếp tấn thăng đến bát đoạn. Trước đó Tô Thần vừa tiến vào thần giới không lâu liền giải quyết một cái cửu đoạn người đấu võ, hắn còn cho là cái này rất đơn giản. Cho nên trực tiếp đem điểm thôn vệ đổi thành hệ thống tu luyện cho tiêu ninh tuyết. Giờ phút này hắn mới hiểu được, chân chính muốn giết một cái thất đoạn đều rất tốn sức, đừng nói xong một cái cửu đoạn. Tô thần tê liệt ngã xuống lấy nhìn về phía bầu trời, quá mệt mỏi. Tiêu Ninh Tuyết mau tới trước ôm lấy Tô thần, kiểm tra trên người hắn có hay không thương. Hết thảy cuối cùng kết thúc. Hai người lần thứ nhất kinh lịch cùng bình thường thần giới nhân vật chiến đấu, trước đó tại Thánh Quan Đế quốc chiến đấu không tính, bởi vì khi đó còn có gió sương đế quốc người hỗ trợ. Coi như cuối cùng giết chết cửu đoạn, cũng là Dực Long Vương thú công lao. Cách không được thần giới người đều xem thường dị giới người tới nhiều thủ đoạn như vậy, người dị giới coi như có được nghịch thiên chi năng, cũng khó có thể xong một cái thần giới người đi. Tiêu ninh tuyết để thiên oanh đem tô thần chở đi, mà nàng thì là trở về, đem cái kia bác đoạn trùng thú ném vào trước đó trong hố sâu. Sau đó một người hai thú cùng nhau quay trở về Liêm Sương Thành. Liêm Sương Thành bên trong, bởi vì đại quân đóng quân, thánh quan đế quốc chiến bại, nơi này đã không phải là tiền tuyến, cho nên nơi đây người ở nhiều hơn. Trước đó rời đi Liêm Sương Thành lúc, hai người còn lại sung túc nhiệt tình. Giờ phút này trở lại, tiêu ninh tuyết cùng tô thần trên thân lại thêm tổn thương. Mà phía sau bọn họ còn đi theo một cái trụi lũi chim non, chỉ bất quá chim non kia cũng cao bằng một người lớn. Tổ hợp này quá thu hút, liền xem như thủ thành người cũng mười phần kinh ngạc. Nhưng tiêu ninh tuyết lấy ra một khối lam hoài lệnh bài sau, tất cả mọi người nổi lòng tôn kính. Tiêu ninh tuyết tướng sĩ binh nhanh đi thông báo lam hoài, bọn hắn trở về. Khi lam hoài lúc chạy đến, tiêu ninh tuyết đã vì tô thần đổi lại một kiện bộ đồ mới. Mà nàng cũng sửa sang lại một phen. Thiên Anh thì là không muốn trốn vào khế ước thú trong không gian, cho nên Tiêu Ninh Tuyết đưa nó giữ lại bên ngoài. Lam Hoài chậm rãi đi vào trong quân doanh, nhìn thấy Tiêu Ninh Tuyết, các ngươi giải quyết cái kia bác đoạn dị thú. Tiêu Ninh Tuyết nhẹ gật đầu, mà Lam Hoài ánh mắt di động đến nằm ở trên giường tô thần. Hắn thế nào? Tiêu Ninh Tuyết giải thích một phen, chỉ nói tô thần tiêu hao quá lớn. Mà cái kia Thiên Anh đem đầu mò vào, có gì ăn hay không? Cổng hắn một đường ta đều mệt mỏi, ta vừa mới xuất sinh các ngươi không nên cho thêm ta một chút bổ dưỡng một chút không lam hoài nhìn lại một chút thấy là một viên trụi lũi đầu chim đột ngột xuất hiện hắn cũng bị giật nảy mình đây là cái gì dị thú vì cái gì nó có thể mở miệng nói chuyện trong nháy mắt lam hoài kịp phản ứng vương thú chỉ có vương thú mới có thể miệng nói tiếng người tiêu ninh tuyết nhẹ gật đầu vừa khế ước nó vừa mới theo trứng bên trong xuất sinh chỉ bất quá xuất sinh có chút sốt ruột mới thất đoạn thiên oanh có chút không vui cái gì sốt ruột đó là ta nghĩ ra tới sao rõ ràng là ngươi đập nát vỏ trứng của ta thiên oanh thông qua đến tiếp sau hán thú sư lời nói đã biết chính là nữ nhân trước mắt đưa nó vỏ trứng đánh nát thế nhưng là nó đã bị đối phương khế ước nó có thể làm sao lúc đó tình huống nguy cấp nó thậm chí không kịp cẩn thận xem xét khế ước bên trong kỳ hạn về sau mới phát giác cái này thương mại lại là một tấm vĩnh cửu khế ước hay là sinh tử khế ước chỉ cần tiêu ninh tuyết tử vong nó cũng sẽ đi theo chết nhưng nó chết tiêu ninh tuyết không có việc gì Nói cách khác, nói đường đường vương thú, lại bị người ký xuống một tấm hoàn toàn không bình đẳng khế ước. Cái này nói ra đều mất mặt. Cho nên thiên oanh cũng nằm thẳng, nếu không cải biến được, vậy liền ăn đổ tiêu ninh tuyết đi. Chương 318, đây là khế ước của người thú cường đại như vậy. Lam Vũ kinh ngạc tại tô thần cùng tiêu ninh tuyết bọn người vậy mà khế ước một cái vương thú. Hắn trước tiên liền hoài nghi là tô thần khế ước. Dù sao tại trong sự nhận thức của hắn, tô thần trước đó liền khế ước qua một cái, cái này một cái mặc dù tu vi không phải rất cao, phát dục có từng điểm từng điểm không hoàn toàn, hay là vừa ra đời trạng thái. Nhưng này cũng là vương thú, cần gọi thú sư mới có thể khế ước thành công. Nếu không phải gọi thú sư lời nói, căn bản không có khả năng khế ước dị thú, trừ phi sử dụng càng thêm thủ đoạn đặc thù, giấy khế ước. Đây là khế ước thú của ngươi, hắn trực tiếp hỏi hướng nằm trên giường tô thần, tô thần lắc đầu, đây là nàng. Lần này Lam Vũ kinh ngạc hơn. Hai người các ngươi đều là gọi thú sư. Hay là nói, nàng dùng chính là giấy khế ước. Giấy khế ước. Tô Thần cùng Tiêu Ninh Tuyết riêng phần mình đều lộ ra nghi hoặc. Lam Vũ giải thích một phen. Giấy khế ước là gọi thú sư thông qua đặc biệt thủ pháp, đem chính mình có khả năng khế ước dị thú số lượng bóc xuống. Sau đó giao cho bất cứ người nào. Gọi thú sư mỗi tăng lên một cái cấp bậc, liền có thể nhiều khế ước một cái dị thú, thế nhưng là bóc xuống sau, một cái trong đó vị trí liền triệt để mất hiệu lực. Nếu như chờ cấp tương đối thấp gọi thú sư, lại cảm thấy tương lai tấn thăng vô vọng, liền có thể lựa chọn đem khế ước của mình vị trí tháo rời ra tạo thành giấy khế ước. Lại hoặc là một chút chuyên môn làm một chuyến này làm người, tìm người tới tu luyện nghề thứ hai, chỉ cần nó gọi thú sư đẳng cấp đạt tới một đoạn, liền có thể khế ước một cái dị thú, sau đó buôn bán. Chỉ bất quá một đoạn gọi thú sư chế thành giấy khế ước có khả năng khế ước dị thú đẳng cấp cũng 10 phần thấp, dù sao chỉ là một đoạn mà thôi. Thông qua Lam Vũ giải thích, Tô Thần cùng Tiêu Ninh Tuyết mới hiểu được, thần giới bên trong lại còn có ngành nghề này, đồng thời như vậy quy mô hóa. Nói cách khác, chúng ta kỳ thật cũng có thể làm như vậy thậm chí đem cái này một cái vương thú bán cũng có thể tô thần một mặt chấn kinh cử chỉ này mười phần thần giới ở tại thần giới làm cái gì đều có thể lam vũ nhẹ gật đầu một đầu vương thú mặc dù đẳng cấp chỉ có thất đoạn nhưng tương lai là vô hạn chỉ cần cung cấp cho nó đầy đủ tài nguyên nó tương lai tất nhiên có thể trở thành cửu đoạn đến tiếp sau nhìn cái này vương thú huyết mạch trình độ như thế nào nói không chừng còn có thể tăng lên tới cao hơn đẳng cấp Dạng này một cái vương thú, tăng lên mặc dù sẽ rất chậm chạp, nhưng bán đi giá cả hẳn là sẽ không thấp. Tiêu Ninh Tuyết trong mắt sáng lên một chút ánh sáng, hỏi một câu, ngươi cảm thấy nó có thể bán bao nhiêu tiền? Lam Vũ cẩn thận suy tư một chút, vương thú. Một trăm tỷ ta cảm thấy là không có vấn đề gì, thậm chí giá cả sẽ còn cao hơn. Một trăm tỷ, Lam Vũ suy tư một chút, một trăm tỷ, đều đủ mua xuống toàn bộ Liêm Sương Thành, trực tiếp mua một cái quý tộc tước vị cũng không có vấn đề gì. Tô Thần hỏi nữa một câu, một cái bát đoạn ma pháp quyển trục ở trên thị trường bình thường bán bao nhiêu tiền? Lam Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời suy nghĩ một lát, nhìn phẩm cấp, còn phải xem ma pháp quyển trục bên trên khắc vẽ là ma pháp gì, cùng nó cường độ như thế nào. Bất quá bình thường bán đi 20 đến 3 tỷ kim tệ ta cảm thấy là không có vấn đề gì. Bát đoạn ma pháp quyển trục mới bán 2 30 ức kim tệ. Thất đoạn có thể tăng lên vương thú, mua 100 tỷ. Ước tương đương 50, 60 tấm bát đoạn ma pháp quyển trục. Còn có trước đó cái kia gọi thú sư bảo mệnh pháp khí đây chính là có thể di hình hoán ảnh bảo vệ tính mệnh đồ vật, cũng liền bán vài tỷ. Có thể nghĩ, ở tại thần giới bên trong 100 tỷ kim tệ là bực nào khoản tiền lớn. Tô thần quan sát tiêu ninh tuyết, nó mặc dù hay là một cái vừa ra đời bất quá hơn 100 cân bảo bảo, nhưng ta cảm thấy chúng ta có thể đem nó bán. Thiên oanh gặp tô thần đề nghị như vậy, kinh hoảng nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi là muốn tranh thủ tình cảm sao? Rõ ràng ngươi cũng là một cái, thiên oanh vừa định nói ra, rõ ràng tô thần cũng chỉ là một cái vương thú. Vì cái gì chỉ bán nó? Đồng thời Tô Thần còn có thể cho Tiêu Ninh Tuyết đề nghị. Cùng là vương thú, cùng là sớm ra đời. Bởi vì Tô Thần cũng bất quá thất đoạn, cho nên Thiên Oanh cho là Tô Thần cũng là sớm ra đời, cùng nó tình huống không sai biệt lắm. Nhưng vì cái gì Tô Thần có thể cho Tiêu Ninh Tuyết bán đứng nó? Cái này không hợp lý. Thế nhưng là Thiên Oanh vẫn chưa nói xong cuối cùng một phen, Tiêu Ninh Tuyết khoát tay, liền nắm giữ khế ước thú không gian đưa nó thu về. Lam Vũ ngẩn ra, nó vừa mới nghĩ nói cái gì tới. Tiêu Ninh Tuyết lắc đầu, không có gì, ta không có khả năng bán mình khế ước vương thú. Lam Vũ Nhẹ gật đầu, lựa chọn rất sáng suốt, đây chính là vương thú, cho dù nó là sớm ra đời, chỉ cần thể nội còn có thần huyết, tất nhiên có thể thành tựu cửu đoạn. Có được cửu đoạn vương thú, ngươi có thể chính mình khai sáng một cái đế quốc. Tiêu Ninh Tuyết ngây người, thành tựu một cái đế quốc. Liền như là có được cửu đoạn người đấu võ thánh quang đế quốc, lại như có được cửu đoạn pháp sư gió sương đế quốc. Đều là bởi vì có cửu đoạn tồn tại làm đế quốc căn cơ mà mất đi cửu đoạn, thánh quan đế quốc liền như là nến tàn trong gió, mặc cho đông nam tây bắc cuồng phong quét sạch, lúc nào cũng có thể sẽ bị ăn mòn thổi tắt. Tiêu Ninh Tuyết ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, sau đó nhìn chăm chú về phía Lam Vũ, ngươi bây giờ biết tin tức này, cho nên ngươi sẽ đoạt đoạt sao? Đây chính là vương thú. Lam Vũ đông đưa hai tay, làm sao có thể? Chúng ta là bằng hữu. Đồng thời ngươi là vì chúng ta Lam gia làm ra sự tình. Tiêu Ninh Tuyết cười cười, đây chính là vương thú làm vũ con ngươi có chút biến hóa đúng vậy a à, đây chính là vương thú ai sẽ không động tâm nghĩ mà lại còn là tại tô thần cùng tiêu ninh tuyết hai cái thất đoạn người trong tay vì thu hoạch được vương thú coi như phái ra năm cái bát đoạn người mang theo một đống lớn ma pháp quyển trục cùng pháp khí lại thêm các loại trận pháp còn có quỷ dị năng lực coi như bỏ ra tất cả chỉ cần thu hoạch được một cái vương thú bồi dưỡng đứng lên chính là một cái đế quốc cho nên ai sẽ không động tâm nghĩ đây chính là vương thú Lam Vũ có chút há mồm, muốn giải thích cái gì, cuối cùng nhìn qua tiêu ninh tuyết ánh mắt vẫn là không có giải thích. Cốt A, ta thừa nhận, ta đã động tâm. Lam Vũ buông tay đạo. Tiêu ninh tuyết lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đem tô thần ngăn ở phía sau, tùy thời chuẩn bị ứng đối Lam Vũ bộc phát. Vẹn vẹn cùng một cái thất đoạn gọi thú sư chiến đấu, tô thần cùng tiêu ninh tuyết liền cơ hồ đem tất cả ác chủ bài móc ra. Mà bây giờ, bọn hắn phải đối mặt là một cái bắt đoạn linh kiếm sĩ, Lam Vũ, liêm sương thành tướng quân. Ai biết bên hông đối phương không gian thủy tinh bên trong sẽ có bao nhiêu ác chủ bài. Bọn hắn thậm chí không có một chút phần thắng. Lam Vũ gặp tiêu ninh tuyết cẩn thận như vậy thái độ, hắn mở ra hai tay biểu hiện 10 phần bình thản, sau đó mới lên tiếng, hoàn toàn chính xác, ta là động tâm, nhưng các ngươi không cần thiết lo lắng ta. Ngươi biết nuôi sống một cái vương thú cần bao nhiêu tài nguyên sao? Nếu như tên kia là bác đoạn vương thú, ta có thể sẽ lập tức động thủ, có thể nó là thất đoạn. Nó là có tương lai, nhưng đưa nó tăng lên tới bát đoạn cần có tài nguyên tương đương với đem một cái bát đoạn người tăng lên tới cửu đoạn. Ngươi có thể biết nó có thể ăn bao nhiêu sao? Tin tưởng ta, ngươi sẽ minh bạch gia hỏa nào sẽ có nhiều có thể ăn. Ta cùng ca ca ta có bản chất khác nhau, ta là một cái trọng tính dự người, sẽ không cướp ta cho rằng là bằng hữu người đồ vật. Không phải vậy ta hiện tại động thủ, các ngươi cũng sẽ không có năng lực phản kháng, không phải sao? Lam Vũ lộ ra một bộ hòa ái dễ gần dáng tươi cười. Nhưng Tô Thần đột nhiên chen vào nói: chương 319, hiện tại là lão đại ngươi nói cái gì chính là cái đó. Chẳng lẽ không phải ngươi cảm thấy ta có thể giết chết thánh quan đế quốc cửu đoạn, khả năng còn có ác chủ bài cho nên mới kiên kỵ chúng ta sao? Tô thần một phen, để Lam Vũ trầm mặt. Lam Vũ chết miệng, cẩn thận suy nghĩ chính mình nên như thế nào phản bác, nhưng cuối cùng cũng hiểu được, lời nói này không có cách nào phản bác. Cuối cùng hắn giơ ngón tay cái lên, tốt a, à. Ngươi thắng. Kỳ thật Lam Vũ còn có càng nhiều suy tính, tô thần cùng tiêu ninh tuyết chuyến này ra ngoài, lại khế ước một cái vương thú tăng thêm trước đó thánh quan đế quốc tô thần khế ước đây chính là hai cái vương thú tô thần cùng tiêu ninh tuyết đến cùng là hạng người gì người bình thường đừng nói khế ước vương thú coi như nhìn thấy một cái cũng không dễ dàng hai người này vừa đi vừa nghĩ mới bao lâu liền hai cái không có thiên lý a à? cái này khiến lam vũ không thể không kiên kỵ tô thần cùng tiêu ninh tuyết thậm chí coi như hai người một bộ chiến đấu qua sau mười phần mệt mỏi bộ dáng hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Tiêu Ninh Tuyết nghe được Tô Thần lời nói sau, vẫn không có buông xuống cảnh giác. Ngược lại là Tô Thần, mặc dù hắn nằm ở trên giường, lại bị Tiêu Ninh Tuyết ngăn tại phía sau giống như là cái người cần bảo vệ. Nhưng trong hai người hắn mới thật sự là đánh nhịp quyết định người. Tô Thần biết giờ phút này Lam Vũ đối bọn hắn tới nói quá cường đại, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ. Tốt, đừng nói nhảm. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cũng nên tính tiền. Lam Vũ cười cười, đi, các ngươi là giải quyết ngoài thành bát đoạn dị thú. Dết sao? nếu như giết, ta muốn nhìn thấy đầu lâu. Dựa theo ước định ta cũng sẽ lấy ra một tờ bác đoạn ma pháp quyển trục làm thù lao. Đương nhiên ta tin tưởng các ngươi nhân phẩm, tuyệt không có khả năng gạt ta, ta trước tiên có thể thanh toán. Nói làm vũ hướng không gian thủy tinh sờ soạn. Tiêu ninh tuyết lắc đầu, chúng ta không có giết chết cái kia bác đoạn dị thú. Làm vũ sửng sốt một chút, không giết chết. Tô thần cười nói, ta chỉ là đem hắn đánh thành nửa tàn, bởi vì tên kia thân thể quá lớn, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể đem hắn để đặt tại nguyên chỗ, Chờ ngươi đi qua liền có thể thu hàng. Lam Vũ ánh mắt nhảy lên mấy lần. Đánh thành nửa tàn. Giết chết cùng đánh cho tàn phế là hai loại khái niệm, nói rõ Tô Thần cùng Tiêu Ninh Tuyết hoàn toàn có năng lực ứng đối tên kia. Đây chính là bát đoạn. Ngay cả mình đều muốn dùng hết toàn lực mới có thể địch qua. Quả nhiên, hắn liền nói Tô Thần cùng Tiêu Ninh Tuyết không đơn giản, không chỉ có khế ước một cái vương thú, còn đánh cho tàn phế một cái bát đoạn dị thú. Nhân vật như vậy nói bọn hắn không lá bài tẩy Lam Vũ cũng không tin. Rất tốt, vậy ta có thể nắm giữ kết giới thủy tinh cầu đến làm thù lao tô thần đột nhiên hỏi một câu ta có thể biết ngươi muốn một cái nữa tàn dị thú có làm được cái gì sao ngươi cũng có thể khế ước trên người ngươi có giấy khế ước lam vũ nhẹ gật đầu ta đương nhiên có bất quá ta cũng là nhìn tình huống có cần hay không khế ước dù sao đẳng cấp cao giấy khế ước hay là rất đắt mà lại coi như ta không khế ước cũng có thể đem hắn bán cho thú thành bác đoạn dị thú khá đắt đỏ coi như đánh cho tàn phế cũng có thể bán đi giá trên trời đúng rồi, đã các ngươi hai cái đều là gọi thú sư, hẳn là đi dạo một vòng thú thành. Thú thành cách nơi này cũng không coi là xa xôi, ngay tại phong sương đế quốc phía tây trên biên cảnh, cách nơi này hẳn là chỉ có chừng một ngàn cây số. Dùng cỡ lớn truyền tống trận hoặc là ngồi sư thú tiến đến, hẳn là rất nhanh liền có thể đến tới. Thú thành. Tô thần cùng tiêu ninh tuyết lần đầu tiên nghe được nơi này. Bất quá nghe danh tự liền hai người liền xem rõ ràng. Vậy hẳn là là một tòa dị thú phong phú thành trì, lại bên trong gọi thú sư tuyệt sẽ không thiếu. Cô thần nhẹ gật đầu, cái này nhất định phải đi. Đầu tiên Tuyết Tuyết chính là gọi thú sư, mà lại còn là đặc thù nghề nghiệp linh năng gọi thú sư. Liên quan tới nó tu luyện như thế nào, còn có thần giới dị thú tư liệu, đây đều là Tuyết Tuyết cần hiểu rõ. Cũng là Tô thần cần hiểu rõ. Đồng thời đến thần giới đằng sau, cô thần cảm thấy hệ thống đột nhiên có chút không đủ dùng. Chủ yếu là hệ thống đối với rất nhiều sinh vật cùng nghề nghiệp đều chỉ có một thứ đại khái hiểu rõ. Chỉ có thông qua vật thật mới có thể đi vào một bước thu nạp tư liệu nếu là đi đến thú thành, hệ thống hẳn là có thể thu tập được không ít liên quan tới dị thú tư liệu đi. Lại nói không chừng còn có thể để tuyết tuyết lại khế ước một chút dị thú, gia tăng một chút sức chiến đấu. Nghĩ tới đây, tô thần có mục tiêu mới. Lam Vũ kết toán thù lao. Trực tiếp móc ra song phương đã nói xong viên thủy tinh cầu kia. Lam Vũ cùng tô thần nói rõ phương pháp sử dụng. Hệ thống trực tiếp thu nạp bộ phận này tư liệu. Kết giới thủy tinh cầu, đọc lên chú ngữ, rót vào nhỏ bé năng lượng liền có thể tiếp tục cấu tạo ra một cái vi hình kết giới có thể phòng ngự bắt đoạn phía dưới tất cả công kích tiếp tục thời gian căn cứ rót vào lực lượng nhiều ít đến tính toán tiêu ninh tuyết trực tiếp nhận lấy bất quá hai người trang bị trong lúc nhất thời có chút nhiều bởi vì từ cái kia gọi thú sư trên thân tô thần cùng tiêu ninh tuyết còn lấy được không ít đồ tốt bao quát cái kia hình bát giác vật thể cùng viên kia có thể cải biến bầu trời hình dạng hạt châu màu đen mặt khác pháp khí cùng đạo cụ loại hình thì càng nhiều Bất quá những vật này so với cái này hai kiện liền muốn kém hơn không ít. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Tiêu ninh tuyết thậm chí từ tên kia trên thân lục ra được ba tấm thất đoạn ma pháp quyển trục, đều là gọi thú sư không có thể sử dụng đi ra. Đối phương cũng không có không gian thủy tinh, toàn thân từ trên thân móc ra. Người kia cũng là thật có thể trang. Từ đây cũng có thể biết, không gian đạo cụ là đến cỡ nào khó được. Tiêu ninh tuyết cũng chỉ có thể đem tất cả mọi thứ bao vây lại cất giữ. Đợi đến Lam Vũ rời đi về sau, cũng nói rõ trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì có thể ủy thác hai người. Bởi vì trên đường bát đoạn dị thú được giải quyết, hắn cũng muốn mang theo quân đội khởi hành. Tô thần cùng tiêu ninh tuyết có thể ở trong thành tu dưỡng, cầm tính vật của hắn, chỉ cần ở trong thành thuộc về Lam Gia thế lực, tô thần cùng tiêu ninh tuyết đều có thể tiến vào bên trong ở lại. Chỉ cần tránh đi vương gia nhân là được. Đồng thời bọn hắn còn có một vũ khí không có lấy. Tô thần chuẩn bị đợi đến hắn khôi phục sau, liền cùng tiêu ninh tuyết cùng đi chọn lựa. Còn lại, chính là thiên oanh thiên oanh lần nữa được thả ra. Trực tiếp chửi ầm lên, dựa vào cái gì? Ta không muốn bị bán. Các ngươi bọn này người vong ân phụ nghĩa cùng thú. Ta tại trong núi lớn cho các ngươi chảy qua máu, ta tại cùng cái kia gọi thú sư chiến đấu qua, ta còn đã thương hắn. Không phải vậy các ngươi cũng không có khả năng đánh thắng hắn. Dựa vào cái gì bán ta? Muốn bán cũng là bán hắn mới đối. Thiên oanh liếu riếu, tô thần chỉ là nhìn chầm chầm nó một chút, thiên oanh đột nhiên im miệng. Bởi vì nó từ tô thần trên thân, cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm ngươi muốn làm gì chớ ồn ào lại nhao nhao kéo ngươi đi nấu canh uống tuyết tuyết đã ra ngoài mua đồ nơi này chỉ có ta và ngươi tô thần nằm ở trên giường thiên oanh thì là trụi lũi vỗ cái kia vốn là không có bao nhiêu lông vũ cánh ngươi không phải cũng là vương thú sao dựa vào cái gì nàng đều nghe ngươi ngươi nói đem ta nấu canh uống là được rồi chủ nhân của ta tuyệt không có khả năng đáp ứng ngươi nghe thiên oanh lời nói này tự hồ đã đem tiêu ninh tuyết xem như chủ nhân của nó Tô Thần cười cười, nếu không ta cùng Tuyết Tuyết sách một câu. Vừa vặn ta hiện tại cần khôi phục, bắt ngươi đến nấu canh bồi bổ thân thể. Chờ chút. Thiên Oanh lập tức thỏa hiệp, tốt a. À. Tới trước tới sau, chúng ta đều là vương thú, hiện tại ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Chỉ cần đừng đem ta bán đi là được. Chương 320, vương thú năng lực cường đại. Rất nhanh vừa ra đời Thiên Oanh liền trở thành Tô Thần cùng Tiêu Ninh Tuyết hai người tiểu đoàn thể bên trong khổ lực. Tiêu Ninh Tuyết không có khả năng một mực cổng Tô Thần, nhưng thiên oanh có thể lại càng cùng tô thần tiếp xúc thiên oanh càng phát ra cảm giác được tô thần cho dù làm vương thú cùng nó cũng có trên bản chất không giống với nó làm sao không có khả năng biến thành nhân loại chẳng lẽ là tu vi quá thấp thế nhưng là tô thần không phải cũng chỉ có thất đoạn nhất phẩm sao so với nó thất đoạn ngũ phẩm đẳng cấp còn thấp hơn theo lý thuyết chính mình hẳn là cũng có thể biến hóa thành người loại mới đối nhưng vô luận nó như thế nào từ trong huyết mạch đào mốc tri thức cũng không phát hiện biến thành nhân loại phương pháp sau đó nó lại cảm nhận được tô thần huyết mạch khủng bố. Bọn hắn ở trong thành lại nghỉ ngơi hơn 2 tháng, tô thần dần dần khôi phục lại sau, thiên oanh càng phát ra cảm giác nó huyết mạch uy áp còn tại trên mình. Đó là hoàn toàn hổ vương thái độ, lại không biết vì sao, thiên oanh luôn luôn đang nhìn hướng tô thần lúc, cảm giác được trong lúc lơ đãng nguy hiểm. Cái này ấn tượng tự hồ là ấn khắc tại nó trong huyết mạch sợ hãi, đối phương sẽ ăn chính mình. Cuối cùng thiên oanh minh bạch, tô thần ở đâu là một đầu phổ thông hổ loại vương thú. Nó là chính mình thiên địch A cũng liền nói, tại dài dằng giặc sinh vật tiến hóa bên trong, tô thần chỗ chủng tộc, không ăn ít chính mình cái này chủng tộc. Tô thần ngược lại là không có cảm giác, chẳng qua là cảm thấy thiên oanh càng phát nghe lời. Ta gần như hoàn toàn khôi phục. Tô thần phát giác được, hắn sử dụng thần huyết chi năng sau tốc độ khôi phục càng lúc càng nhanh. Nói không chừng kỹ năng này chính là như vậy dùng, dùng nhiều lần, phía sau khả năng ngay cả khôi phục thời gian đều không cần, có thể một mực chi lăng. Vấn đề này không có thú năng trả lời tô thần, dù sao ai sẽ giống tô thần biến thái như vậy, thần huyết vô hạn, có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Bình thường vương thú đều là đem năng lực này làm cuối cùng ác chủ bài đại chiêu đến sử dụng. Thậm chí có vương thú dùng qua một chiêu này sau, trực tiếp thoái hóa đến bát đoạn, dù sao không có thần huyết lời nói, bọn hắn cũng không thể làm vương thú tồn tại. Tiêu Ninh Tuyết mấy ngày nay một mực tại nghe ngóng tin tức, tăng thêm bản thân tu luyện. Thời gian 3 tháng, tăng thêm trước đó cùng hoán thú sư đại thời gian chiến tranh tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, cùng lại thu phục một cái vương thú. Tiêu Ninh Tuyết vẹn vẹn thời gian 3 tháng liền đột phá một phẩm cấp, đạt đến thất đoạn nhị phẩm. Thế nhưng là Tô Thần nhưng không có bởi vì Tiêu Ninh Tuyết đột phá mà tăng lên. Tô Thần cùng Tiêu Ninh Tuyết đồng thời ý thức được, giữa bọn hắn tu vi liên hệ đã tách ra. Tại hai người kinh ngạc lúc, Thiên Oanh lại cảm giác rất bình thường. Nào có gọi thú sư cùng khế ước thú tu là đồng bộ tình huống. Các ngươi sợ là sống ở trong mộng đi. Lời như vậy, chẳng phải là khế ước một đầu vương thú, liền có thể trực tiếp tấn thăng đến cửu đoạn. Thiên Oanh ăn tiêu ninh tuyết mang về quả táo đậu đen rau muốn đạo. Nhưng lại nhìn tô thần cùng tiêu ninh tuyết nhìn về phía nét mặt của nó lúc, Thiên Oanh ngây ngẩn cả người, các ngươi trước đó tu vi sẽ không thật là liên tiếp a. À. Tô thần cùng tiêu ninh tuyết đều cảm thấy chuyện này không cần thiết cùng Thiên Oanh nói rõ. Liền bắt đầu chính mình nghiên cứu. Tô thần phát hiện mánh khóe, tự hồ là bọn hắn ở trong thế giới nguyên bản nghề nghiệp khóa chặt. Ngự thú sư nghề nghiệp cả đời chỉ có thể có một cái kế ước thú, đồng thời cùng khế ước thú chỉ có một tấm duy nhất khế ước, sinh tử tỏa định, tu vi khóa chặt. Cái này không thể nói là tốt là xấu. Mà tiến hóa trở thành gọi thú sư đằng sau, mới giải khai phần này công xiền. Tiêu ninh tuyết bình thường trở lại. Tương lai tô thần cũng đã không thể mang theo nàng thăng cấp. Thế nhưng là hai người sức chiến đấu lại có thể tự do biến hóa. Nàng còn có thể khế ước càng nhiều dị thú, không nhất định so tô thần kém. Tô thần nhúng vai. Hắn thăng cấp rất đơn giản, hắn thôn vệ thể phương thức tu luyện, chỉ cần thông vệ mặt khác cũng không cần chính là có chút có như vậy điểm độ khó dứt cái bát đoạn thăng nhất phẩm dứt cái cửu đoạn trực tiếp lên tới kế tiếp đoạn thường nhân nếu là tiếp xúc đến cái này thăng cấp yêu cầu sợ rằng sẽ trực tiếp lâm vào tuyệt vọng đây chính là cửu đoạn có được thần huyết đại năng đương nhiên hạ khắc như vậy thăng cấp yêu cầu tô thần sức chiến đấu cùng nó huyết mạch tiềm lực cũng là thường nhân không thể lý giải thậm chí tô thần chính mình cũng không có triệt để làm rõ ràng tô thần hoạt động hạ thân thể hắn lại có thể cảm nhận được thể nội thần huyết phun trào có thể lần nữa thiêu đốt bất quá cái này như trước vẫn là tô thần ác chủ bài không có khả năng tùy tiện bắt đầu dùng hắn đối với tiêu ninh tuyết hỏi ngươi đi nội thành cầm kiện binh khí kia sao tiêu ninh tuyết lắc đầu không nhất định là ta dùng ngươi cũng có thể chọn lựa nhìn xem hai chúng ta ai có thể chọn lựa đến càng thích hợp vũ khí tô thần ngẩn ra không có việc gì ngươi chọn lựa liền tốt ta đi xem một chút liền tốt thực sự ưa thích đem đầu này vương thú mua cái gì đều có thể mua được nó quá tham ăn. Thiên Oanh chính hướng về phía chất thành núi quả táo cùng huyễn lúc, được nghe lại tô thần ngôn luận lần nữa bạo khởi. Ta vừa mới xuất sinh a, à. Không ăn nhiều điểm, ta làm sao thăng cấp. Thiên Oanh một phen phàn nàn, thế nhưng là không người nào nguyện ý nghe nó phát biểu. Tại trong hơn hai tháng này, Tiêu Ninh Tuyết cũng rốt cuộc hiểu rõ Lam Vũ lời nói kia. Một cái thất đoạn vương thú là có bao nhiêu có thể ăn. Tiêu Ninh Tuyết thậm chí bán mất gọi thú sư trên thân có được ngoại trừ bát giác hắc bàn cùng màu đen châu thể bên ngoài tất cả pháp khí, cái này mới miễn cưỡng cung ứng thiên oanh báo bữa ăn một trận thiên oanh dạ dày phản phất là một cái động không đáy có thể thôn vệ tiếp theo cắt tô thần gặp đều cảm thấy hắn cái này thôn vệ thể hệ thống tên có thể cho cho thiên oanh nó mới là thật có thể nuốt bất quá khi tiêu ninh tuyết khế ước thiên oanh sau tô thần lần nữa dùng hệ thống đảo qua thiên oanh lúc này mới phát hiện cái này vương thú có bao nhiêu biến thái sinh vật phân tích bên trong chủng tộc thiên oanh vương thú huyết mạch cao nhất tiến hóa 12 đoạn thần thú đến tiếp sau tư liệu không đủ. Đẳng cấp, thất đoạn ngũ phẩm. Năng lực, quanh nguyên chi hỏa, phần thiên, bị động, u hồn chi hỏa, tinh thần loại công kích. Thiên oanh kỹ năng khoảng chừng 7 cái. Đối ứng cấp bậc của nó, lại đều là 10 phần kỹ năng biến thái. Nói cách khác, thiên oanh còn có thể thu hoạch được càng nhiều năng lực. Chỉ cần nó tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Mà thiên oanh cao nhất tiến hóa cấp độ là 12 đoạn thần thú chi tư. Cao như vậy huyết mạch thiên phú, Hệ thống cũng còn không có khả năng triệt để phân tích nó hình thái cuối cùng. Tô thần không biết là, dù vậy biến thiên chủng tộc, vẫn như cũ không bằng nó, bởi vì thiên oanh bộ tộc huyết mạch bên trong, ấn khắc hạ bọn chúng là tô thần bộ tộc đồ ăn một trong. Tô thần cùng tiêu ninh tuyết đem thiên oanh lưu tại nguyên địa, mà hai người bọn họ đi đến nội thành. Dự định đi Lam thị phường rèn đúc chọn lựa một kiện tiện tay binh khí. Lam thị phường rèn đúc ở vào nội thành xa hoa nhất địa phương bởi vì nội thành cơ hồ đều là quan lại quyền quý cùng những cái kia tu vi cường hãng người tu luyện chỗ ở địa phương. Nơi này hết thảy cửa hàng cũng là vì hai loại người chỗ phục vụ. Đem so sánh với ngoại thành một mạc, vừa tiến vào nội thành. Đập vào mặt chính là trong đó vùng hoa cảnh tượng. Các quan lại quyền quý để người hầu dắt ngựa xe, tại những cái kia tiệm trang phục trải bên cạnh dừng lại. Người tu luyện phần lớn mặc làm đen quần áo, tại từng cái buôn bán pháp khí linh khí, còn có ma pháp quyển trục cửa hàng, phường rèn đúc, tiệm vũ khí bên trong quanh quẩn một chỗ đây mới thật sự là thành phố lớn hẳn là có diện mạo. Tô thần cùng tiêu ninh tuyết đi thẳng vào vấn đề. Lam thị phường rèn đúc năm cái chữ lớn thình lình dẫn vào tầm mắt.